chỉ vì một lần bất cẩn mà Lục Hạo cậu đã bị người khác hãm hại. Từ một người có tu vi mạnh bậc nhất trong gia tộc trở thành một tên phế vật ai ai cũng có thể chà đạp, qua bao ngày bước chân ra khỏi nhà sau cơn bạo bệnh khi bị đuổi khỏi gia tộc, Lục Hạo đã gặp ngay âm binh trong lúc đi mua vũ khí. Bọn họ cứ thế bắt đầu ỉ đông hiếp yếu bu quanh đánh đập cậu, và lúc ngàn cân treo sợi tóc Lục Hạo cậu lại phát hiện một sức mạnh đã ngủ quên trong người mình bao lâu nay. Cậu cứ thế đấm nát mặt tên đang bắt nạt mình, rồi nhanh chóng cuốn gói chuồn đi trước cặp mắt của bao người, nhưng những sự việc kinh khủng cũng chỉ mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu xuất phát cuộc hành trình của mình, cậu đã gặp ngay một nhóm sát thủ. Sau khi vào tông môn mình khổ tâm muốn vào thì lại bị mấy thằng khốn ba lần bốn lượt phá hoại hãm hại. Lục Hạo sẽ thoát khỏi mấy âm mưu của những tên đó như thế nào thì mời mọi người cùng xem hết video nhé. Bối cảnh mở đầu câu chuyện là một cơn mưa rì rả trong một con hẻm vắng vẻ. Trong một căn nhà tĩnh lặng, Lục Hạo đang nằm trên giường yếu ớt cố với tay lấy cốc nước bên cạnh. Nhưng dù cố gắng cỡ nào cốc nước vẫn cứ vụt khỏi tay của cậu, hờ hững rơi xuống mặt đất vỡ tan. Lục Hạo như tức nước vỡ bờ mạnh mẽ trút hết mọi phiền muộn vào cái giường của mình. Chẳng lẽ hiện giờ mình chỉ là một phế vật sao? Huyền thế đại lục võ đạo xưng hùng cường giả vi tôn. Người bình thường muốn trở thành võ giả cần thức tỉnh võ mạch trước. Võ mạch trong thân thể người có thể hấp thụ được kinh mạch của linh khí căn cốt của võ giả. Nhưng khi linh khí truyền vào ngóc ngách trong cơ thể con người, thì võ giả sẽ có năng lực rút đao đoạn sông hô mưa gọi gió, thậm chí hủy diệt thiên địa. Lục Hạo cậu vào một tháng trước đã thức tỉnh tứ đạo võ mạch, là tân bối đứng đầu Lục gia ở thành Thiên Khôi. Nhưng do vì vô ý phát hiện đồng bối Lục Khiếu Lâm đang khi nhục nữ đệ tử trong bóng tối, lúc đó cậu gặp chuyện bất bình quyết định ra tay cứu giúp. Nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy của tộc trưởng Lục Thiên Vân. Tộc trưởng Lục Thiên Vân là gia gia của Lục Khiếu Lâm, hóa ra đây đều là do bọn họ ghen tị với sự phát triển của cậu mà diễn một vở kịch hay. Sau đó bọn họ lấy tội danh mưu hại tộc nhân phế toàn bộ võ mạch của Lục Hạo và đuổi cậu ra khỏi gia tộc. Hiện giờ cậu đã mất đi tất cả võ mạch. Sau khi đã hồi tưởng về những ký ức không mấy vui vẻ kia, Lục Hạo lúc này từ từ ngước mắt nhìn về phía một mẫu giấy được đặt trên bàn từ lúc nào. Nội dung của tờ giấy đang nằm trong tay cậu. 10 năm từ Hà Đông sang Hà Tây sẽ có lúc vảy vàng hóa rồng, ta trở lại Huyền Kiếm Tông rồi, ngươi nhất định phải phấn chấn lên. Được gửi từ Hoa Điệp Y, Lục Hạo sau khi đọc xong những lời nhắn ấy liền hồi tưởng đến người con gái tên Hoa Điệp Y. Điệp Y là người duy nhất chăm sóc cho ta khi ta bị phế, không ngờ muội ấy vậy mà là đệ tử Huyền Kiếm Tông vạn người hướng tới. Hình ảnh của cô ấy lúc này như đang ở trước mắt của cậu, nếu muốn báo đáp ta thì hãy tiếp tục sống. Nghĩ đến đây, tay cậu vô thức siết chặt mẫu giấy kia lại. Đúng vậy, mình không thể suy bại, mình phải tỉnh táo lại, nếu không sao có thể hồi báo Lục Khiếu Lâm và Lục Thiên Vân được. Suy nghĩ đến đây, Lục Hạo đã gắng gượng đứng lên khỏi chiếc giường kia một cách mệt nhọc. Cảnh lúc này đã được chuyển đến tiệm vũ khí thành Thiên Khôi. Hiện giờ Lục Khiếu Lâm bọn hắn đã coi mình thành kẻ thù, để an toàn mình vẫn nên mau chóng rời khỏi thành Thiên Khôi. Chẳng qua từ khi bị đuổi mua một thanh kiếm phòng thân cũng là điều xa xỉ, vừa thầm nghĩ cậu vừa xem xét một thanh kiếm đã rỉ sét ở trong tay. Nếu không có vũ khí phòng thân ra khỏi thành sẽ càng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cậu e ngại lên tiếng hỏi ông chủ bán kiếm. Lão bản có thể rẻ hơn chút không? Lời vừa mới nói dứt không thấy lời nói của ông chủ đâu, thay vào đó là giọng nói đầy cợt nhã của ai đó. Ấy đó không phải là đệ nhất thiên tài Lục Hạo của thành Thiên Khôi chúng ta sao? Một tháng không gặp ta còn tưởng ngươi chết rồi cơ. Lục Hạo kinh hãi khi nhìn thấy người đang đứng ở trước mặt mình. Tên Lục Khiếu Lâm kia không nói gì thêm liền nhanh chóng ra lệnh cho người của mình bắt lấy cậu. Hai tên to con đứng ở phía sau hắn ta sau khi nghe lệnh thì ngay lập tức phóng lên tóm chặt lấy cậu. Lục Khiếu Lâm đứng đó nhìn cậu bị hai tên kia chế ngự nằm ở dưới đất mà từ từ lên tiếng nói. Lục Hạo, trước kia ngươi không chỉ vu hãm ta còn muốn giết ta. Ta muốn ngươi bây giờ quỳ xuống xin lỗi, nếu không sẽ giết ngươi. Lục Hạo nhìn thấy thái độ hiên ngang của hắn ta nhưng không vẻ gì là sợ sệt lên tiếng đáp lại. Lấy tội danh ở đâu ra bắt ta quỳ, cho dù trời sập cũng không thể, không nghe theo thì chết. Vừa nói hắn ta vừa dùng chân đá thẳng vào người của cậu một cách mạnh mẽ. Cậu bị ba người giẫm đạp cùng lúc không thương tiếc, bây giờ đã bắt đầu ọc cả máu mồm liền thầm ý. Lục Khiếu Lâm là võ giả ngưng khí trọng hai, với võ lực bây giờ của mình thì không thể chống đỡ được. Tên Lục Khiếu Lâm sau khi giẫm đạp cậu một hồi lúc bấy giờ chợt lớn tiếng nói, chiêu này sẽ phế nửa người ngươi trước. Cậu bị dính đòn đó từ hắn liền gào lên đầy đau đớn. Lục Hạo cảm nhận chỗ bị tên kia đánh cho nứt lìa kia mà thầm nghĩ, chân mất cảm giác rồi, mình sắp chết rồi sao? Chợt lúc này trong người của cậu chỗ bị Lục Khiếu Lâm đánh cho vỡ ra ban nãy lúc này chợt có gì đó thay đổi. Lục Hạo đã cảm nhận được mà tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Chân của mình và vết thương của mình khép lại rồi. Mình nhớ phụ thân từng nói Lục thị nhất tộc có khả năng thức tỉnh huyết mạch thần long. Một khi thức tỉnh thì tiền đồ vô lượng. Huyết mạch thần long là một loại sức mạch đặc biệt có thể chấn áp các võ mạch khác, không hề biết được điều kiện thức tỉnh. Nhưng huyết mạch thần long chi lực cường đại có thể phát huy năng lượng của bản thân võ giả đến cực hạn, không có võ mạch nào có thể đối kháng. Mình đã thức tỉnh được huyết mạch thần long rồi sao? Tên Lục Khiếu Lâm kia lúc này vẫn chưa nhận biết điều gì mà gằn giọng quát. Một chân này ta muốn ngươi chết. Cậu nhẹ nhàng tránh đi chiêu đó của hắn ta lên tiếng hỏi, vậy sao? Rồi tiện tay rút luôn thanh kiếm đang đeo bên hông kia của tên đó. Trong sự kinh ngạc của hắn, tên Lục Khiếu Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã lãnh chọn một kiếm của cậu vào người. Lục Hạo sau khi chém xong đòn đó tự tin lên tiếng nói, ta sẽ để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Một chém vừa nãy của cậu không chỉ trúng mỗi Lục Khiếu Lâm, mấy tên bên cạnh hắn cũng bị đòn đó ảnh hưởng mà bật ngược ra sau cùng với chủ nhân của mình. Lục Hạo tiến đến gần hắn, đưa thẳng thanh kiếm ở bên trên trực chờ sẽ đâm xuống bất cứ lúc nào. Lục Khiếu Lâm, ngươi có biết những ngày ta bị phế trải qua thế nào không? Vừa nói cậu vừa đâm mạnh thanh kiếm kia xuống.
Tên Lục Khiếu Lâm bị trúng nhát kiếm đó miệng liền trào máu ra, hét lên đầy đau đớn. Cậu vẫn chưa chịu rút thanh kiếm ra mà nhìn xuống hắn ta một cách phán xét, lên tiếng nói tiếp: "Một kiếm này là ngươi nợ ta, một kiếm này là trả cho gia gia của ngươi Lục Thiên Vân." Cậu lại lần nữa đâm nhát thứ hai vào Lục Khiếu Lâm, hắn ta đau đớn mà gào hét lên dừng lại. Lục Hạo vẫn chưa chịu dừng lại mà đâm vào ngực của hắn thêm một nhát nữa: "Một kiếm này là trừng phạt đúng tội của ngươi." Một thứ gì đó cứ vậy mà bị nhát kiếm đó của cậu làm cho vỡ nát ở bên trong Lục Khiếu Lâm. Lục Khiếu Lâm bị mấy nhát kiếm của cậu đâm đến nổi run rẩy mình mẩy, khó khăn lên tiếng nói: "Phế vật, ngươi dám phế tu vi của ta." Lục Hạo mạnh mẽ rút thanh kiếm ra khỏi người của Lục Khiếu Lâm, thẳng thừng lên tiếng đáp lại: "Có qua có lại, chỉ là trả lễ cho ngươi mà thôi. Ta sẽ không quên phần của gia gia ngươi đâu." Nói dứt lời, cậu cứ vậy phóng nhanh cùng với thanh kiếm của Lục Khiếu Lâm rời đi, để lại hàng tá người chỉ biết đứng đó nhìn không biết làm gì. Cậu rời đi được một lúc, mấy người đó mới phản ứng lại mà la làng lên: "Làng nước ơi, Lục Khiếu Lâm bị Lục Hạo phế rồi." Cảnh lại được chuyển đến Lục phủ Thiên Khôi Thành. Tại nơi này, một giọng la thất thanh chợt cất lên: "Không hay rồi, thiếu gia bị Lục Hạo phế tu vi ở tiệm vũ khí rồi." Lục Thiên Vân, gia gia của Lục Khiếu Lâm, nghe vậy thì nổi trận lôi đình gào hét lên: "Hỗn chứng dám hạ độc thủ như vậy với cháu ta, Lục soát cho ta đào ba thước đất cũng phải bắt Lục Hạo về đây lột da róc thịt hắn." Mấy người được Lục Thiên Vân cử đi lúc này đang ráo riết truy tìm cậu với mấy người dân dưới phố: "Mau nói, đã gặp qua người này chưa?" Ngay khi mọi người đang tìm kiếm Lục Hạo trong thành, lại không biết Lục Hạo sớm đã ra khỏi thành, trốn ở trong sơn mạch ở ngoài thành đã 3 ngày kể từ khi đó. Tại một hang động trên một ngọn núi treo leo, Lục Hạo đang ở trong đó mà gắng sức luyện công. Nghe nói người thức tỉnh huyết mạch thần long có thể trùng sinh võ mạch và mở ra truyền thừa vô mạch khác với võ mạch thông thường. Tại sao mình thức tỉnh mấy ngày rồi đến võ mạch thông thường cũng không phục nguyên được? Chẳng lẽ cần phối hợp với công pháp tổ truyền của Lục Thị ư? Truyền quyết kim long cửu sao? Truyền quyết kim long cửu trong truyền thuyết là công pháp tu luyện mạnh nhất của Lục Thị nhất tộc. Sau khi cửu truyền lực lay trời, kim thần bất diệt. Nhưng đệ tử trong tộc tu luyện nhiều năm lại phát hiện công pháp này hoàn toàn vô dụng, hiện giờ đã thành phế quyết không ai muốn học. Chẳng qua truyền quyết kim long cửu là công pháp mà mỗi đệ tử Lục Thị đều thuộc lòng, có thể thử xem. Nghĩ đến đây, cậu liền chuyên tâm vào vận chuyển công pháp. Đã trôi qua nửa tháng, vẫn tại hang động đó, một ánh sáng chói lóa chợt từ bên trong vụt sáng ra, chói sáng cả một vùng. Lục Hạo hớn hở đứng ở bên trong nhìn vào cơ thể của mình mà thầm nghĩ: thành công rồi, không chỉ khôi phục võ mạch thông thường mà tu vi còn khôi phục đến trọng hai ngưng khí cảnh. Quả nhiên truyền quyết kim long cửu phải phối hợp với huyết mạch thần long mới có thể sử dụng được, và mình còn thành công mở ra một đạo truyền thừa võ mạch. Thường nói tốc độ tu luyện của một đạo truyền thừa võ mạch có thể bằng 5 đạo võ mạch thông thường. Hơn nữa, nếu cảnh giới của hai người giống nhau, vậy người có một đạo võ mạch truyền thừa sẽ có chiến lực mạnh hơn người có 5 đạo võ mạch thông thường. Đợi mình khôi phục lại 3 đạo võ mạch thông thường bị phế còn lại, tốc độ tu luyện của mình có thể vượt qua thiên tài có 8 võ mạch. Mà võ mạch thông thường sẽ có hạn chế số lượng là 8, nhưng võ mạch truyền thừa thì không. Mặc dù mở ra võ mạch truyền thừa có độ khó cao, cần cơ duyên hoặc thiên tài địa bảo trợ lực, nhưng ai biết về sau mình có cơ hội mở ra võ mạch truyền thừa khác không. Lão cẩu Lục Thiên Vân, mặc dù ông là trọng 6 chân khí cảnh, nhưng ta tin ngày chết của ông sẽ không còn xa nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, trời lúc này đã tối muộn, tận sâu bên trong khu rừng bên ngoài thành, trước mặt của Lục Hạo lúc này là một con hung thú biến dị cấp 2. Cậu đứng đối diện nó, bắt đầu đổ mồ hôi đột đột, nghĩ bụng: thực lực của Khiếu Nguyệt Thương Lang này có thể bằng với võ giả trọng 3 ngưng khí cảnh, không biết trọng 2 ngưng khí cảnh như mình có thể đối phó được không. Con hung thú bất thình lình nhe răng há miệng lao nhanh đến chỗ cậu. Lục Hạo thấy vậy cũng nhào đến tấn công con hung thú, một người một thú cứ thế lao vào choảng nhau. Sau một hồi chiến đấu, Lục Hạo lúc này đã chiến thắng mà đang ngồi đó làm kiểu. Con hung thú cứ vậy té phịch xuống đất, máu cũng bắt đầu chảy ra linh láng. Lục Hạo vô cùng phấn khởi đứng phắt dậy lớn tiếng nói: giết được rồi. Ban nãy mình lấy cơ thể đỡ một kích của Khiếu Nguyệt Thương Lang lại chỉ bị lưu lại mấy vết cào, xem ra huyết mạch thần long đã khiến cơ thể mình mạnh hơn. Cậu lúc này vừa suy nghĩ vừa tiến đến cái thi thể của con hung thú kia bắt đầu lục lọi. Bình thường trong cơ thể hung thú đều có thú tinh. Thú tinh là năng lượng của hung thú dùng để tăng cường luyện hóa tu vi, là bảo bối tốt mà võ giả cần. Sau khi tìm kiếm, cậu lúc này cũng đã tìm thấy mà nhanh chóng hô lên: quá tốt rồi, có một viên này. Bất thình lình một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau của cậu: cẩu tạp chủng, hóa ra ngươi trốn ở đây à? Lục Khiếu Lâm đang đứng đó mà gằn giọng nhấn mạnh từng chữ: lão tử từ bỏ về tộc là để tìm ngươi đấy, hôm nay ta sẽ xé xác ngươi cho chó ăn. Lục Hạo quay lại nhìn hắn ta mà thắc mắc lên tiếng hỏi: Lục Khiếu Lâm, không phải ngươi đã bị ta phế rồi sao? Tên đó chảnh chọe ra mặt nhanh chóng lên tiếng nói tiếp: ngươi không biết sau khi phế ta, chủ tộc đã phái một vị cao thủ tứ cực bí cảnh tới Thiên Khôi Thành, là hắn đã chữa trị cho ta. Cậu nghe hắn ta nói vậy thì thắc mắc lên tiếng: cao thủ tứ cực bí cảnh? Tên kia đột nhiên thay đổi ngữ điệu đằng đằng sát khí lên tiếng nói tiếp: này này, người chết thì đừng hỏi quá nhiều, lúc trước là ngươi đánh lén mới phế được ta, hôm nay ta đã chuẩn bị vẹn toàn sẽ không để ngươi sống rời đi. Vừa nói dứt lời với cậu, tên đó liền nhanh chóng quay sang nhìn mấy tên đi theo mình lớn tiếng ra lệnh: đều lên cho ta, ai lấy được đầu hắn sẽ có thưởng lớn. Mấy tên đó nghe Lục Khiếu Lâm nói vậy, mặt tên nào tên nấy liền ngơ ra lên tiếng hỏi: lên ư? Ta vừa thấy hắn một kích giết chết Khiếu Nguyệt Thương Lang lực đạo này, e là trọng 4 ngưng khí cảnh cũng không làm được. Lục Khiếu Lâm nghe bọn người đó nói vậy liền mấy cước đánh vào người của mình. Tên Lục Khiếu Lâm lúc này gằn giọng chửi đám người vô dụng kia: đúng là phế vật, thấy chi khí của người khác mà tự diệt uy phong của mình. Phế vật Lục Hạo này sao có thể giết chết được Khiếu Nguyệt Thương Lang, xem ta giết hắn đây.
Nói dứt lời, hắn ta liền lao nhanh đến chỗ của cậu. Vừa lao đến, hắn ta vừa ra chiêu trưởng thẳng về hướng của cậu. Lục Hạo vẫn đứng yên đó, cánh tay cũng bắt đầu sử dụng chiêu thức, từ từ lên tiếng nói: "Thủ hạ của ngươi còn có mắt nhìn mà ngươi tự tìm đường chết." Vừa nói cậu cũng vừa trưởng về hướng của Lục Khiếu Lâm, một trưởng của cậu và một trưởng của tên kia cứ thế mạnh mẽ đập vào nhau. Lục Khiếu Lâm vô cùng tự tin cười lên, há há giòn tan lên tiếng nói: "Trong một trưởng ấn này của ngươi tưởng có thể thắng được tầng 3 viên mãn của ta sao? Lục Hạo, ta muốn ngươi thịt nát xương tan." Vừa nói dứt lời, trưởng ấn kia của Lục Khiếu Lâm cứ thế bị trưởng ấn của cậu đánh cho lủng cho một lỗ. Tên đó thấy vậy thì liền kinh hãi gào lên: "Trưởng ấn của ta bị đánh xuyên rồi!" Trưởng ấn của cậu cứ vậy theo đà đó lao thẳng về hướng của Lục Khiếu Lâm. Một vụ nổ trời liền nhanh chóng được diễn ra. Sau khi dính phải đòn đó từ cậu, Lục Khiếu Lâm lúc này đã nằm sóng xoài dưới đất. Mấy tên tay sai của hắn thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến xem xét. Liền nhìn thấy tên Lục Khiếu Lâm đang nằm đó mà ọc ọc máu. Lục Hạo vẫn đứng yên đó mà nhìn vào nắm đấm của mình, nghĩ bụng: "Mặc dù đều dùng băng sơn trưởng công pháp cấp hoàng, nhưng ta đã có thêm sự trợ giúp của huyết mạch thần long và truyền quyết kim long cửu. Chúng ta đã không cùng một cấp bậc rồi." Sau khi nghĩ xong, cậu từ từ tiến đến chỗ đám người kia lên tiếng nói: "Lục Khiếu Lâm, lần trước để ngươi sống sót, kết quả ngươi vẫn tới tìm chết." Lục Khiếu Lâm thái độ trái ngược với ban nãy, hắn ta vô cùng hoảng sợ mà lắp bắp lên tiếng cầu xin: "Lục Lục Hạo, tha mạng." Đối diện với hắn ta lúc này là hình ảnh vô cùng đáng sợ từ Lục Hạo. Cậu đột nhiên lao nhanh đến tấn công vào Lục Khiếu Lâm, lớn tiếng nói: "Hôm nay cho ngươi chết hoàn toàn." Tên đó lúc bấy giờ mồm đã trào máu ra nằm đó bất động. Đám người kia đứng nhìn nãy giờ thấy cảnh tượng trước mắt liền bùn rùn tay chân, đồng loạt quỳ xuống cúi đầu cầu xin cậu: "Bọn ta chỉ bị ép tới thôi, bọn ta không hề muốn ra tay với ngươi." Lục Hạo xoay nửa đầu lại liếc nhìn về hướng bọn họ mà đằng đằng sát khí gằn giọng nói: "Muốn sống thì cũng được, nhưng các ngươi phải nói cho ta cao thủ tứ cực bí cảnh mà ban nãy Lục Khiếu Lâm nói là có chuyện gì." Sau một hồi lâu trò chuyện, cậu lúc này đã biết hết mọi chuyện mà nhanh chóng lớn tiếng đuổi đuýt đám người kia đi. Cậu đứng đó một mình mà bắt đầu suy nghĩ. Hóa ra Lục gia chủ tộc phát hiện một phúc địa mới đủ để chứa 10 vạn người, chủ tộc vậy mà phái một cao thủ tứ cực bí cảnh tới phải thu nạp ngoại tộc Lục gia ở Thiên Khôi Thành. Hơn nữa bọn họ nói cao thủ này đang tìm kiếm hành tung của phụ mẫu mình và muốn ngăn mình trở về chủ tộc. Phụ mẫu mình không phải đã mất trong miệng hung thú trong lúc chấp hành nhiệm vụ khi mình còn nhỏ sao? Chẳng lẽ cái chết của hai người còn có ẩn tình khác? Phải biết võ đạo chia thành thập trọng đại cảnh giới, mỗi trọng đại cảnh giới lại chia thành trọng 1 đến 9. Đại cảnh giới lần lượt chia thành tôi thể cảnh, ngưng khi cảnh, chân khi cảnh, thánh võ cảnh, sau đó là hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh, gọi chung là tứ cực bí cảnh. Người đạt tới tứ cực bí cảnh đều là cường giả đỉnh cấp của đế quốc, mặc dù sau tứ cực bí cảnh còn có cường giả quy nhất cảnh và võ thần cảnh, nhưng hiện giờ bị cao thủ tứ cực bí cảnh theo dõi áp lực đã rất lớn rồi. Chẳng qua nếu chuyện này liên quan đến cái chết của phụ mẫu, vậy mình nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nghĩ đến đây, cậu liền nhanh chóng phóng đi về nơi nào đó. Lúc này tại Lục gia đại viên, một nhóm người đang đi ngang đó mà vừa đi vừa lên tiếng tám chuyện: "Đệ tử ngoại tộc quả nhiên là rác rưởi, Lục Hạo đó cũng vậy, đến ngoại tộc cũng là phế vật, người người la đánh." Bất chợt một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn nhảy ra trước mặt đám người đó mà lớn tiếng cảnh cáo: "Lục Chiến, ta không cho phép ngươi nói Lục Hạo ca ca như vậy. Linh khí ở Thiên Khôi Thành kém hơn nhiều phúc địa chủ tộc chúng ta, có chênh lệch thì cũng hợp lý." Lục Hạo không biết đã nép gần đó rình mò từ khi nào mà nhìn vào khung cảnh trước mắt kinh ngạc suy nghĩ: "Tuyết Nhi, sau đó là Lục Tuyết Nhi, không ngờ muội ấy vẫn còn nhớ mình. Nhiều năm trước lúc mình vẫn ở chủ tộc, mình là người duy nhất trong chủ tộc không thức tỉnh võ mạch, người khác đều mắng mình là phế vật, chỉ có Tuyết Nhi nguyện ý chơi đùa với mình." Mấy tên họ Lục chung họ với cậu không để mấy lời nói của Lục Tuyết Nhi vào trong đầu, lại bắt đầu lên tiếng mỉa mai cậu: "Nói đến Lục Hạo, các ngươi có nghe nói phụ thân hắn bị Lục Tùng Thạch lừa không? Năm đó phụ thân của Lục Hạo vì để Lục Hạo có thể thức tỉnh võ mạch vào lúc 6 tuổi, đã lấy ra toàn bộ gia sản cầu Lục Tùng Thạch truyền nhượng Long Linh Thánh Lộ, nhưng lão gian tà Lục Tùng Thạch lại đưa nước giả. Sau khi biết chân tướng, phụ thân Lục Hạo đã đại chiến với Lục Tùng Thạch, nhưng Lục Tùng Thạch lại thắng ở nhân số nhiều. Một mình phụ thân Lục Hạo không địch được nhiều kẻ địch như vậy nên đã bị đả thương, chỉ có thể rời khỏi chủ tộc. Bây giờ Lục Hạo cũng bị đuổi khỏi ngoại tộc, cả nhà Lục Hạo đúng là chó nhà có tang, đúng là không uổng công chúng ta tới ngoại tộc xem trò cười." Lục Tuyết Nhi lúc này đã không thể nào nghe thêm được nữa, mặt liền cau có lớn giọng quát: "Lục Võ, Lục Chiến, ta khuyên các ngươi đừng nói lung tung. Đợi ta tra rõ chân tướng của cả nhà Lục Hạo ca ca, ta sẽ giết đám người hại chết họ. Chẳng qua Lục Tùng Thạch đã phái người truy sát Lục Hạo. Lục Hạo ca ca của ngươi chắc chắn không sống nổi đâu." Lục Hạo ở bên ngoài nghe nãy giờ mặt cũng hầm hầm sắc khí, thầm nghĩ trong lòng: "Hóa ra người hại phụ mẫu mình và phái cao thủ Lục Khiếu Lâm tới truy sát mình là Lục Tùng Thạch của chủ tộc à? Nếu Lục Tùng Thạch muốn đuổi cùng giết tận nhà mình, đợi mình cường đại, mình chắc chắn sẽ khiến nhất mạch của Lục Tùng Thạch trả giá." Đã trôi qua nửa tháng kể từ ngày đó, tại chợ võ giả bên ngoài thành Thiên Khôi, Lục Hạo lúc này đã đạt đến trọng 2 ngưng khí cảnh, vừa đi mà cậu vừa nhìn quanh suy nghĩ. Thú tinh của Khiếu Nguyệt Thương Lang quả nhiên không tệ, sau khi sử dụng không chỉ ổn định võ mạch mà đến truyền quyết kim cửu long cũng đạt đến thức thứ nhất viên mãn. Nghe nói truyền quyết kim cửu long lúc mỗi thức viên mãn đều sẽ lĩnh ngộ được một đỉnh tuyệt kỹ, vậy sao mà mình vẫn chưa lĩnh ngộ được? Đột nhiên gần đó có một đám người dùng loa để phát thanh: "Tổ báo danh đi Huyền Kiếm Tông, trên đường hung hiểm không cần dưới trọng 3 ngưng khí." Cậu nhìn vào mấy người đó mà tiếp tục suy nghĩ. Lại đến thời gian Huyền Kiếm Tông thu đệ tử rồi. Huyền Kiếm Tông thuộc về thế lực quy mô lớn ở cả Đông vực, là tông môn mà tu luyện giả nào cũng mơ ước, nếu có thể tiến vào Huyền Kiếm Tông không chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, mà còn có Hoa Điệp Y ở đó, mình có thể báo đáp ân cứu mạng của nàng ấy.
cậu còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ màu hồng kia chợt có ai đó lớn tiếng gọi. Này thiếu niên gì ơi, thiếu niên ở bên kia ơi. Lục Hạo ngơ ngác mà nhanh chóng quay lại phía sau xem xét. Phía sau cậu là một nhóm gồm 4 người, cô gái đứng ở phía trước nhanh nhảu lên tiếng hỏi cậu. Muốn cùng đội bọn ta đến Huyền Kiếm Tông báo danh không? Trên đường báo danh nguy hiểm, một đội ít nhất cần 5 người, bọn ta đang thiếu một người. Lục Hạo hơi hơi e ngại từ từ lên tiếng đáp lại, nhưng ta chỉ có trọng 2 ngưng khí, các người không sợ ta kéo chân lại sao? Không sao, gặp được là duyên, cùng xuất phát đi. Lục Hạo nhìn thấy thái độ chào mừng như vậy của bọn họ thì không khỏi nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái lạ, người khác đều không muốn lập đội với trọng 2 ngưng khí như mình. Những người này vậy mà không chê ư? Trời lúc này đã chập tối. Nhóm người kia cùng với cậu đã quây quần bên đốm lửa để nghỉ ngơi. Cô gái duy nhất trong nhóm lúc này lại lên tiếng thông báo. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, ta đi nhặt thêm củi. Cậu ngồi ở đằng xa xa quan sát hai người đàn ông trong nhóm đang trụng đầu lại tìm lương khô. Càng nhìn cậu càng thấy sai, bắt đầu suy nghĩ. Không đúng lắm, hai người này trông có vẻ chất phác nhưng cảm giác không giống như đang đi báo danh. Hai tên đó trụng đầu lại hồi lâu, gương mặt lúc này đột nhiên trở nên nham hiểm, nhìn phát sang chỗ khác. Hai tên đó trên tay móc ở đâu ra hai con dao, nhanh chóng nhảy đến ám sát cậu bạn còn lại. Lục Hạo thấy vậy thì liền lớn tiếng cảnh báo. Cẩn thận, đòn đánh của hai tên kia cứ thế được đánh thẳng xuống đất làm cho khói bụi bay mù mịt. Nhưng cậu bạn kia cũng đã nhanh chóng nhảy đi né tránh. Cậu ta nhìn chằm chằm hai tên kia mà lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Lục Hạo đứng nhìn nãy giờ cũng há hốc, thầm nghĩ, thân thủ nhanh thật. Hai tên kia đứng đó gương mặt gian manh từ từ lên tiếng đáp lại, không hổ là thiếu tộc trưởng Cổ gia tuổi nhỏ mà có thể luyện quỷ ảnh bộ đến mức này. Đúng vậy, mạng của ngươi quả thực đáng giá 10 vạn tiền thưởng. Lục Hạo nhìn vào tấm hình truy nã kia liền phát hiện ra một điều, nhanh chóng suy nghĩ, mục tiêu không phải là mình ư? Thực lực của hai người này là trọng 4 ngưng khí cảnh, huynh đệ này có lẽ lành ít dữ nhiều rồi. Cậu bạn kia tay nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ lên tiếng nói chuyện với cậu, vị huynh đệ phía sau không liên quan đến chuyện của ngươi, ngươi mau chạy đi. Lời vừa mới nói dứt, một cọng dây xích lao nhanh từ hướng của gốc cây ra, quấn chặt lấy chân của cậu ta. Cậu bạn đó ngơ ngác mà nhìn vào cọng dây xích đang quấn chặt lấy chân mình, mặt cũng nhanh chóng tối sầm đi, e sợ suy nghĩ, chết tiệt là xích sắt, không dùng được quỷ ảnh bộ nữa rồi. Hai tên kia lúc này nhanh chóng cầm dao xông về phía của hai người, ngươi còn quá non. Lục Hạo không nói không rằng lao lên phía trước chặn lấy đòn tấn công của hai tên kia trước sự kinh ngạc của cậu bạn kia. Lục Hạo đỡ lấy nhát dao của hai tên đó, mặt đột nhiên nham hiểm, chậm chậm lên tiếng hỏi, hóa ra gọi thêm ta thật sự chỉ để đủ nhân số à? Cậu bạn kia vẫn chưa thoát khỏi mấy cọng dây xích nhưng vẫn cố gắng nói với cậu lời gì đó. Lục Hạo liếc nhìn về hướng của cậu ta mà bắt đầu suy nghĩ, tính cách của người này khá tốt, đáng để cứu. Sau khi suy nghĩ xong, cậu liền mạnh tay hất văng hai người kia ra xa tận mấy mét. Đã bị cậu đánh cho văng ra xa nhưng hai tên đó vẫn không biết điều mà nhìn chằm chằm vào cậu, hống hách lên tiếng nói, người dư thừa như ngươi muốn xen vào chuyện của người khác sao? Nếu ngươi muốn làm anh hùng thì mổ xẻ ngươi trước vậy. Nói dứt lời, hai tên đó liền nhanh chóng phóng lên chém loạn xạ về hướng của cậu. Cậu bạn kia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền lớn giọng cảnh báo cho cậu, đi mau, bọn họ đều là trọng 4 ngưng khí cảnh đó, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lục Hạo bỏ ngoài tai những lời nói của cậu ta mà tiếp tục lao lên phía trước tự tin nói, các ngươi cũng xứng sao? Cậu cứ thế một đường kiếm hạ gục cả hai tên. Cậu bạn kia thấy vậy thì liền há hốc ngơ ngác, đây là bị giết tức khắc ư? Sao có thể? Lục Hạo lúc này liền cất đi thanh kiếm, phấn khích nghĩ bụng, truyền quyết kim long cửu phối hợp với võ mạch truyền thừa uy lực quả nhiên cường đại. Lúc này đột nhiên có thứ gì đó rơi rớt một cách vội vã xuống đất, Lục Hạo liền lập tức liếc sang xem xét, cô gái kia nãy giờ đi tìm củi lúc bấy giờ đã quay trở lại mà sợ hãi lên tiếng nói, giết người rồi, ngươi sẽ không giết ta đấy chứ? Lục Hạo thấy là cô gái kia thì liền buông lỏng cảnh giác, từ từ bước gần lại chỗ của cô ta lên tiếng trấn an, không sao đâu, sát thủ đã chết rồi, bọn ta sẽ không làm hại đến ngươi. Nhưng cậu nào có biết cánh tay của cô ta đang giấu ở phía sau đang cầm sẵn một con dao đang trực chờ tấn công. Cô ta đột nhiên nhếch mép cười lấy một cái, rồi nhẫn tâm chém thẳng một cái vào bụng của cậu. Lục Hạo bị dính đòn đau đớn đến nổi run lẩy bẩy người. Cô à lúc bấy giờ đã hiện lên bộ mặt thật của mình mà lên tiếng nói đầy vẻ nguy hiểm, không ngờ ngươi có thể giết hai thủ hạ của ta, xem ra người góp đủ nhân số như ngươi cũng không tầm thường nhỉ. Lục Hạo lúc bấy giờ nhìn cô ta mặt bắt đầu biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, đây là trọng 6 ngưng khí cảnh, vậy mà mạnh hơn cả hai người kia. Cô ả kia lúc bấy giờ liền gấp gáp lao nhanh đến chỗ cậu tấn công, tiểu tử kiêu ngạo này thì xen vào chuyện của người khác, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Cậu bạn kia vẫn là câu nói cũ, cố sức lớn tiếng nói, huynh đệ mặc kệ ta, mau chạy đi. Lời vừa mới nói dứt, cậu ngay lập tức dính phải đòn đánh của cô ả kia. Lục Hạo bay va phải gốc cây gần đó mà ọc cả máu mồm. Cậu cố sức nhìn cô ả kia mà nghĩ bụng, không ngờ nữ nhân này ẩn giấu thực lực, mình phải chết ở đây sao? Cô ta lại lần nữa phóng đến tấn công cậu mà lớn tiếng gào lên, bây giờ hai người các ngươi ai cũng không chạy được nữa rồi. Lục Hạo chỉ có thể ngồi đó ngước nhìn về phía lưỡi dao kia đâm về hướng của mình, chợt mấy hình ảnh từ một công pháp nào đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Lục Hạo lúc bấy giờ liền gào lên trong lòng đầy vẻ kinh phẫn, không thể ngã xuống ở đây. Mũi dao kia lúc này đã gần kề mà sắp đâm vào cậu, tay của cậu lúc này đã cuộn lại thành đấm, rồi cứ thế đấm thẳng vào cái bản mặt kia của cô ả trước mặt, cây dao kia cũng đã bể tan nát. Cô ả kia bị dính phải đòn đó cứ thế mồm bắt đầu ọc huyết, rồi nhanh chóng văng xa tới mấy cây, nằm sõng soài dưới đất đi bán muối. Lục Hạo vẫn còn đứng đó nhìn vào khung cảnh hoang tàn trước mắt ngơ ngác. Cậu bạn kia cũng há hốc mồm không hiểu những gì xảy ra trước mắt mình mà kinh hãi suy nghĩ,
người này chỉ dựa vào thực lực trọng 2 ngưng khí mà đã có thể giết được trọng 6 ngưng khí ư? Lục Hạo phía bên này đã thu hồi lại nắm đấm kia của mình mà thở dốc thầm nghĩ, may mà trong lúc sinh tử ngộ ra tuyệt kỹ đầu tiên của truyền quyết Kim Long Cửu, mới thức thứ nhất mà đã mạnh vậy rồi sao? Chẳng qua bây giờ mình cảm thấy sức mạnh ở toàn thân đều bị rút cạn rồi. Xem ra Long Quyền Vô Hối quả thực rất mạnh nhưng hậu di chứng cũng rất lớn. Dây xích của cậu bạn kia lúc này đã được cắt đứt, hai người ngồi quanh đống lửa cùng nhau trò chuyện đêm khuya. Lục Hạo nhanh chóng bày ra một cái tên lên tiếng chào hỏi, huynh đệ ta tên Hạo Lộc, tại sao ngươi lại bị treo thưởng thế? Ta tên cổ thần gia tộc ta, xảy ra chút chuyện ta bị gia tộc treo thưởng. Cậu nghe cậu ta nói vậy thì liền thầm nghĩ, hắn cũng bị gia tộc truy sát, xem ra đều là người lưu lạc thiên nhai. Cổ thần lại lên tiếng nói tiếp, Hạo Lộc, ta sẽ ghi nhớ ân cứu mạng của ngươi, ngươi muốn đến Huyền Kiếm Tông đúng không? Nếu đều muốn đến đó thì chúng ta đi cùng nhau đi. Thời gian cấp bách bây giờ, chúng ta chính là huynh đệ chiếu cố lẫn nhau, ta tin ngươi. Hai người cứ thế bắt đầu cụm tay thành giao. Lúc này đã là 3 ngày sau, tại nơi báo danh bên ngoài Huyền Kiếm Tông. Tới đây nào muốn báo danh gia nhập Huyền Kiếm Tông thì phải khảo nghiệm tư chất trước. Sau một hồi vô lều kiểm tra, Lục Hạo từ từ bước ra, vừa lên tiếng than thở, cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi. Đối diện cậu là cổ thần cũng vừa mới bước ra khỏi cái lều. Cậu ta nhìn thấy cậu thì nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm, Hạo Lộc, ta có 7 đạo võ mạch được đánh giá là cấp tối ưu, còn ngươi thì sao? Lục Hạo nghe vậy thì liền cười hề hề, đưa tay gãi gãi đầu lên tiếng nói, ta 3 đạo võ mạch được đánh giá là liệt cấp. Cổ thần nghe vậy thì liền kinh ngạc lên tiếng thắc mắc, ngươi mạnh như vậy chỉ có 3 đạo võ mạch thôi sao? Mấy tên đứng ở gần hai người bọn cậu đã nghe được hết câu chuyện liền nhanh chóng lên tiếng mỉa mai, cặn bã chỉ có 3 đạo võ mạch cũng dám tới đây tự làm bản thân mất mặt ư? Lục Hạo nghe câu nói mỉa của tên đó thì liền thầm nghĩ, mất mặt ư, ta có võ mạch truyền thừa các người không kiểm tra ra được mà thôi. Nghĩ đến đây cậu liền quay người rời đi lên tiếng nói với cổ thần, không sao không sao, đi tham gia thi đấu đi, võ mạch truyền thừa quá đặc biệt tạm thời không để người khác biết được. Trôi qua một lúc lâu cậu đã đến với chỗ tập hợp tiếp theo, một vị trưởng lão liền đứng ra cất tiếng thông báo, được rồi, các ngươi đã qua vòng sơ tuyển là người có tư chất hợp cách, nhưng chỉ là tư chất hợp cách vẫn không đạt yêu cầu của Huyền Kiếm Tông ta. Bây giờ 6.000 người các ngươi phải chiếm được 1.000 lôi đài trong nửa canh giờ và thông qua khảo nghiệm trên lôi đài mới có thể tiến vào Huyền Kiếm Tông. Lục Hạo nghe ông ta nói vậy đứng đó mà suy nghĩ, 6.000 người tranh 1.000 lôi đài sao? Tranh đấu này quả thật rất kịch liệt. Được rồi, khảo nghiệm nhập môn của Huyền Kiếm Tông bắt đầu tính giờ. Lời vừa mới nói dứt, hàng ngàn người liền nhanh chóng bật tốc hành lên, lao nhanh về phía trước. Cổ thần vừa phóng nhanh đi vừa lên tiếng nói với cậu, Hạo Lộc, phía trước có rất nhiều đài trống, mỗi người chúng ta mau chiếm một cái đi. Cổ thần lúc này đã chiếm giữ được một cái lôi đài, nhưng xung quanh cậu cũng có kha khá tên đang phóng đến mà chuẩn bị tấn công lấy cậu. Tiểu tử, lôi đài này là của ta, tránh ra cho ta. Nhưng cậu chỉ mới dùng một kiếm đã hất văng mấy tên đó bay đi. Sau khi phòng thủ một hồi lâu, cổ thần nhìn mấy tên nằm sóng xoài ở bên dưới mà ngán ngẩm suy nghĩ, kẻ khiêu chiến nhiều thật, muốn kiên trì nửa canh giờ e là rất khó. Nửa canh giờ đáng sợ cuối cùng cũng đã trôi qua, cổ thần đang mệt mỏi mà ngồi vật vã trên lôi đài thầm nghĩ, cuối cùng cũng chống đỡ qua rồi. Nửa canh giờ này mình đã diệt được 9 người, đây là một chiến tích đáng tự hào trong trận đấu, không biết Hạo Lộc thế nào rồi. Cổ thần ngước mắt sang nhìn về phía của Lục Hạo liền ngứa người, mồ hôi chảy ròng ròng, ở bên dưới lôi đài của Lục Hạo là một núi thi thể người. Cậu đứng ở bên trên nhìn đống người bên dưới mà chậm chậm lên tiếng, đúng thật là thấy ta là trọng hai ngưng khí cảnh nên đều tới đánh ta ư, trông ta dễ bắt nạt vậy sao? Con số mà cậu đã chống lại được chính là hơn 50 người, chiến tích đứng đầu toàn bộ. Cổ thần phía bên này vẫn còn há hốc mà tủi thân suy nghĩ, cái gì vậy chứ, mình chỉ đánh bại gần 10 người. Hạo Lộc vậy mà đánh bại mấy chục người. Vị đạo trưởng ban nãy lúc này đứng đó bắt đầu dõng dạc lên tiếng nói, đã hết thời gian, trước mắt 1.000 người đứng ở trên đài đã được thăng cấp. Trận khảo nghiệm tiếp theo là liệt hỏa rèn thể. Trong lúc rèn thể chỉ cần có 500 người bị loại thì 500 người còn lại sẽ trực tiếp thăng cấp. Lời vừa mới nói dứt, một làn sóng nhiệt từ bên dưới xông thẳng lên phía trên làm cho cổ thần đứng đó ngơ ngác nhìn. Cậu ta đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp từ nó liền câu có suy nghĩ, sóng nhiệt nóng quá. Mấy tên kia trôi qua một hồi lâu trên người cũng đã cởi bớt đồ đau khổ gào lên từng hồi. Có mấy tên không thể nào chịu nổi nữa, cứ vậy rớt lần lượt như bịch muối khỏi lôi đài. Cổ thần ở bên này mặt cũng đã biến sắc, khó khăn nghĩ bụng, khó chịu quá, nếu mình không phải là trọng 3 ngưng khí thì giờ đã ngã xuống rồi, nhưng Hạo Lộc chỉ có trọng 2 ngưng khí, hắn sẽ không chống đỡ không nổi rồi chứ. Hạo Lộc, ngươi nhất định phải kiên. Vừa nghĩ cậu lại lần nữa liếc nhìn sang hướng của Lục Hạo, nhưng trước mặt cậu lúc này là khung cảnh Lục Hạo đang nằm đó như không có gì, còn bắt đầu ngáy ngủ. Cổ thần lại một lần nữa sốc ngang mà hoài nghi về nhân sinh, sao có thể chứ, sao Hạo Lộc có thể ngủ trên sóng nhiệt nóng như vậy, hắn không khó chịu sao? Nửa canh giờ khắc nghiệt cuối cùng cũng đã trôi qua. Vị đạo trưởng kia lại lần nữa đứng đó dõng dạc lên tiếng nói, được rồi, trước mắt đã có 500 người rơi xuống cao đài. Chúc mừng 500 người còn lại, các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Huyền Kiếm Tông. Lục Hạo lúc này mới tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon lành. Xung quanh là hàng tá người đang cúi rụp người thở hổn hển. Cậu nhìn thấy vậy thì liền suy nghĩ, không ngờ võ mạch truyền thừa dưới sự trợ giúp của truyền quyết Kim Long Cửu đã thông qua khảo nghiệm nhập môn dễ dàng như vậy. Chẳng qua cuối cùng cũng có thể tiến vào Huyền Kiếm Tông rồi. Trôi qua một hồi lâu, trước mặt mọi người chính là phương tiện phi hành của Huyền Kiếm Tông. Lục Hạo cùng với cổ thần đang đứng ở trên nhìn cảnh vật bên dưới mà không khỏi cảm thấy thích thú. Đây là Huyền Kiếm Tông sao? Rộng lớn quá. Trước mặt bọn cậu là một hình ảnh vô cùng hùng vĩ của một kiếm phái lớn mạnh bậc nhất tại khu vực đệ tử ngoại môn Huyền Kiếm Tông. Có ai đó đang dẫn đầu đám người mà lớn tiếng thông báo.
những người không được chọn làm đệ tử nội môn về sau sẽ ở đây. Ban nãy trong số các ngươi đã có người được chọn làm đệ tử nội môn rồi. Mặc dù các ngươi không được chọn nhưng cũng không cần nản lòng, 3 tháng sau tông môn sẽ tổ chức khảo hạch đệ tử nội môn. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ tu luyện trong khoảng thời gian này thông qua khảo hạch là có thể trở thành đệ tử nội môn rồi. Lục Hạo sau khi nghe ông ta nói xong thì liền thắc mắc suy nghĩ, đệ tử nội môn sao? Khoảng cách giữa nội môn và ngoại môn rất lớn, đệ tử ngoại môn dựa vào bản thân để tu hành tương đương với tự sinh tự diệt, mà đệ tử nội môn có danh sư chỉ dạy lại có các loại tài nguyên pháp bảo đan dược giúp ích rất nhiều cho việc tu hành, vì vậy mình nhất định phải thông qua khảo hạch của 3 tháng sau. Mà cổ thần có 7 đạo võ mạch nên đã được chọn làm đệ tử nội môn rồi, 3 tháng tiếp theo mình phải cố gắng theo kịp hắn. Không biết đã trôi qua bao lâu tại nơi ở của đệ tử ngoại môn, Lục Hạo vừa đi vừa hớn hở nhìn vào bình đan dược trên tay thầm nghĩ, lĩnh được ngưng khí đan do tông môn phát rồi, ngưng khí đan có thể tăng tu vi ngưng khí cảnh huyền kiếm tông đúng là hào phóng. Phòng của mình là phòng này sao? Nghĩ đến đây cậu liền tiến đến đẩy cánh cửa vào bên trong, nhanh chóng lên tiếng chào hỏi người bạn cùng phòng. Xin chào, ta tên là Hạo Lộc, từ giờ trở đi ngươi là bạn cùng phòng với ta phải không? Về sau hãy giúp đỡ lẫn nhau nha. Cậu bạn cùng phòng kia thấy cậu mở bật cửa một cách đột ngột như vậy thì liền giật hoảng hồn một cái, mặt mũi cũng nhanh chóng tái mét đi lắp bắp lên tiếng đáp lại. Hai ta không liên quan gì đến nhau, ngươi đừng hòng động vào ngưng khí đan của ta. Lục Hạo nhìn thấy thái độ như thế của cậu ta thì thoáng chốc bối rối nghĩ bụng. Mình không muốn động mà bạn cùng phòng này có chút kỳ quái lạ, lúc này đã là ngày hôm sau kể từ khoảnh khắc kỳ lạ đó. Bên ngoài phòng ngủ của cậu lúc này đang cực kỳ huyên náo vì một sự việc nào đó. Sư huynh tới rồi, ngươi không nguyện ý tặng chút quà đúng không? Lục Hạo nghe vậy thì không khỏi cảm thấy tức giận, nhanh chóng mở tung cửa đi ra ngoài xem xét. Mới sáng sớm mà ồn ào gì thế? Trước mặt cậu là một đám người đang quay quanh bàn tán về ai đó. Cậu tiến đến người gần với mình nhất mà lên tiếng hỏi. Vị huynh đài này xin hỏi đang xảy ra chuyện gì vậy? Cậu bạn kia nghe câu hỏi của cậu thì liền nhanh chóng ghé sát mặt của mình lại bắt đầu thì thầm to nhỏ. Hôm qua tân sinh đều nhận được ngưng khí đan rồi, hôm nay Ngô Năng sư huynh đòi quà tân sinh như thường lệ. Ngô Năng sư huynh là thế lực mạnh nhất trong đệ tử ngoại môn, năm nào hắn cũng cướp ngưng khí đan của tân sinh, bọn ta đều bị cướp hết rồi. Nhưng vị tân sinh này lúc bị cướp ngưng khí đan có chút không muốn đưa nên bị đánh đó. Tên Ngô Năng kia gương mặt cau có mà vừa đá vừa lớn tiếng chửi. Hỗn đản không muốn đưa đúng không? Cậu nhìn người đang bị đánh kia thì liền kinh ngạc. Đây không phải bạn cùng phòng của mình sao? Cậu bạn kia bị đánh cho mặt mũi biến dạng khó khăn lên tiếng nói, đừng đánh nữa ta đưa. Bọn người kia nghe cậu ta nói vậy thì cũng đã ngừng đánh lên tiếng nói, sớm như vậy thì không phải tốt hơn rồi sao? Thình lình có bàn tay của ai đó tiến đến nắm chặt lấy vai của tên Ngô Năng, Lục Hạo đứng đó nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Ngô Năng sư huynh, hắn là bạn cùng phòng của ta, bọn ta mới đến huynh đã cướp ngưng khí đan có phải không hợp quy củ lắm không? Tên kia nghe hết câu nói của cậu thì liền nổi cáu hất mạnh tay của cậu ra gần giọng nói, cút ra, cá lớn ăn cá bé chính là quy củ ngầm của tông môn. Tiểu tử ngươi muốn giả nhân giả nghĩa ra mặt thay hắn sao? Lục Hạo bị tên đó hất văng tay của mình ra mặt lúc này đã hầm hầm sát khí mà chậm chậm lên tiếng nói. Hóa ra đánh người cướp đồ là hợp quy à? Ngô Năng gương mặt vô cùng láo toét nhanh chóng đáp lại lời thắc mắc của cậu. Đúng vậy tiểu tử thối, ngươi muốn làm. Lời còn chưa nói xong cánh tay đang đưa ra của hắn ta cứ thế bị dính phải đòn tấn công từ cậu làm cho máu chảy đầm đìa. Tên đó lúc này chỉ có thể hét lên trời mà không làm gì được. Mấy tên đứng bên ngoài xem chuyện nãy giờ nhìn thấy hành động của cậu như vậy thì không khỏi há hốc lớn tiếng nói. Tân sinh này vậy mà có thể ra tay với Ngô Năng sư huynh ư? Sao hắn dám vậy? Mấy tên đi theo tên Ngô Năng kia nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn lớn tiếng quát. Hỗn chứng ngươi dám động thủ với Ngô Năng sư huynh? Lục Hạo gương mặt vô cùng đắc chí nhìn vào tên đó từ từ lên tiếng thắc mắc. Sao nào không phải Ngô Năng sư huynh bảo là đánh người hợp quy sao? Ta làm gì sai sao? Tên Ngô Năng nghe cậu nói đến đây máu đã bắt đầu dồn lên não, tức giận nhanh chóng phi đến tấn công cậu bằng tay còn lại. Hỗn đản dám động vào ta, ta phế ngươi. Đám người kia thấy vậy thì lần nữa nháo nhào lên thi nhau nói, toi rồi, Ngô Năng sư huynh là trọng năm ngưng khí cảnh đó. Từng có một tân sinh vô tình chọc giận hắn bị hắn đánh đến liệt nửa người, tân sinh này hôm nay toi rồi. Lục Hạo vẫn đứng yên đó, nắm đấm của tên kia cũng đã gần đến chỗ của cậu. Nhưng chỉ một giây sau Lục Hạo liền sử dụng tuyệt chiêu kia của mình mà tấn công lại tên đó, hai nắm đấm cứ thế đập mạnh vào nhau. Tên Ngô Năng cũng theo đà đó mà bật ngược về sau, mấy tên đàn em của hắn ta nhanh chóng chạy đến chỗ đáp xuống của hắn mà lớn tiếng gọi. Ngô Năng sư huynh, tên Ngô Năng lúc bấy giờ đã nằm im đó bất động nhìn về cánh tay của mình mà đau đớn suy nghĩ. Rốt cuộc tân sinh này có thực lực gì vậy mà có thể làm gãy cánh tay của ta? Sau khi đã vực dậy tinh thần của mình, tên đó liền ngồi bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt của cậu lớn tiếng quát. Ngươi dám làm gãy tay ta, lên cho ta, ta muốn phế tứ chi của hắn. Mấy tên đàn em của tên đó nghe vậy thì liền đồng loạt phóng lên tấn công lấy cậu. Lục Hạo điêu luyện né đi mấy đòn kia của mấy tên đó lên tiếng đầy vẻ châm chọc, chỉ có trình độ này thôi mà muốn đánh người. Đòn đánh của cậu cứ thế đánh bật ngược cả hai tên bay xa tận mấy mét. Tên Ngô Năng kia nhìn thấy đồng bọn của mình văng sực qua mặt thì liền kinh hãi ra mặt, người mới này mạnh vậy sao? Lục Hạo từ từ tiến đến chỗ của hắn ta nhẹ nhàng lên tiếng, sư huynh nghe nói huynh cướp đan dược của tân sinh đúng không? Tên đó hoảng sợ ra mặt mà nhanh chóng lên tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lục Hạo đột nhiên đưa tay lên siết lại thành nắm u ám lên tiếng, ta muốn huynh trả lại đan dược cho mọi người và đưa ngưng khí đan của huynh cho ta. Tên đó bị cậu đánh cho bầm dập vẫn chưa chịu đầu hàng, từ từ biến ra cái mũi kiếm dưới giày mình lên tiếng đánh lạc hướng cậu, ngươi muốn ta lấy đan dược ra ư? Mơ đẹp ghê! Hắn ta nhanh sức cua chân của mình lên định chém về hướng của cậu,
nhưng Lục Hạo đã nhìn thấu trò này của hắn từ lâu mà nhanh chóng biến mất trước khi mũi kiếm của hắn chạm tới. Xem ra sư huynh không tình nguyện cho lắm nhỉ. Tên đó lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt của hắn ta lúc này là hình ảnh cậu đang phi đến nhắm thẳng một cước định đạp hắn. Đòn đánh đó của cậu cứ thế nhắm vào chân của Ngô Năng mà đạp xuống. Cái chân này ta liền thu lại vậy. Tên đó bị cậu dẫm vào chân như thế thì liền gào lên đau đớn trong vô vọng. Lục Hạo vẫn đứng yên đó mà từ từ lên tiếng nói: "Sư huynh, nếu huynh không giao đan dược ra ta sẽ đập gãy thêm cái chân nữa của huynh." Dù sao phù hợp với quy củ của tông môn, tên Ngô Năng không đợi cậu nói hết câu liền nhanh chóng lên tiếng đáp lại trong run sợ: "Được, ta giao một nửa." Hắn ta còn chưa nói xong cậu lại lần nữa đạp mạnh vào cái chân kia của hắn, Ngô Năng đau đớn đến biến dị cả mặt hét toáng lên: "Ngươi làm gì vậy, ta đã nói là giao rồi mà." Lục Hạo dường như đã không đủ kiên nhẫn mà hầm hầm sắc khí chậm chậm lên tiếng: "Chỉ giao một nửa thôi sao, lúc nào rồi còn đòi mặc cả, xem ra sư huynh thấy ta có vẻ rất dễ nói chuyện nhỉ." Tên đó lúc này run lẩy bẩy người đau đớn khó khăn lên tiếng: "Ta sai rồi, ta giao hết." Sau khi lấy được đồ muốn lấy, Lục Hạo liền thay đổi 180 độ mà vui vẻ lên tiếng: "Ấy, việc gì phải vậy chứ, ai bảo sư huynh vừa lên đã nói muốn phế tứ chi của ta, nếu có thể nói chuyện hẳn hoi thì đã không thành thế này rồi." Tên Ngô Năng nhìn thấy thái độ châm chọc kia của cậu thì liền tức giận trong sự ê chề nghĩ trong bụng: "Đáng ghét, tứ chi của mình đều bị hắn đánh gãy rồi, ta và tiểu tử này đời này không đội trời chung, trời lúc này đã là xế chiều." Lục Hạo đứng trước toàn thể khán giả mà lên tiếng nói: "Trả lại hết cho mọi người ngưng khí đan này." Bọn người đó nghe vậy thì liền tung hô cậu hết lời: "Ngươi là anh hùng của bọn ta, cảm ơn ngươi đã lấy lại ngưng khí đan cho bọn ta." Lục Hạo cũng cười hề hề mà nhanh chóng đáp lại: "Không cần khách khí, mọi người đều là tân sinh, về sau vẫn cần giúp đỡ lẫn nhau." Cậu bạn cùng phòng kia của cậu mặt mũi be bét máu liếc nhìn về hướng tên Ngô Năng đang rời đi mà thầm nghĩ: "Đều là tân sinh như nhau mà Hạo Lộc dám dũng cảm phản kháng sự bắt nạt của người khác, mà mình lại..." Cậu lại quay đầu nhìn về phía Lục Hạo mà tiếp tục dòng suy nghĩ của mình: "Mục đích của mình khi luyện võ không phải chính là vì chống lại sự bất công để dũng cảm bảo vệ người nhà sao? Về sau mình nhất định phải giống như Hạo Lộc, tuyệt đối không thể yếu đuối như ngày hôm nay." Nghĩ đến đây, cậu ta liền bước lên phía trước bắt đầu chào hỏi cậu: "Hạo Lộc, cảm ơn ngươi, ta tên là Tiêu Tử Mặc, hôm qua là ta hiểu nhầm ngươi, ta sinh ra ở Hàn Môn, ngưng khí đan rất quan trọng đối với ta, hôm qua ta tưởng ngươi tới cướp." Không để cậu ta nói dứt câu, cậu liền nhanh chóng lên tiếng đáp lại: "Không sao, tóm lại về sau chính là huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, xin chỉ giáo nhiều hơn." Cảnh lại lần nữa được chuyển đi tại chấp pháp đường ngoại môn. Một giọng nói quen thuộc dường như đang mách lẻo với ai đó: "Hoàng Hồng sư huynh, huynh không biết tên Hạo Lộc đó kiêu ngạo thế nào đâu, tân sinh như hắn lại đánh đệ thành thế này, huynh phải làm chủ cho đệ. Tên đang ngồi chễm chệ trên ghế đây chính là đệ tử nội môn, cũng là thành viên của chấp pháp đường Hoàng Hồng." Tên đó gương mặt mỉa mai nhìn vào đám người đang quỳ mọp bên dưới châm chọc lên tiếng: "Thu đan dược cũng có thể bị tân sinh đánh thành thế này, mấy người các ngươi đúng là phế vật, chẳng qua ta là đệ tử nội môn không tiện ra tay với tân sinh để báo thù." Tên Ngô Năng bị bó như xác ướp uất ức lên tiếng nói: "Vậy bọn đệ bị chịu đánh không rồi sao? Đừng vội, một tháng sau là ngày tân sinh ra ngoài lịch luyện, đến lúc đó ta sẽ làm sư huynh bảo vệ tân sinh đi bảo vệ tân sinh Hạo Lộc đó." Đám người bên dưới nghe hắn ta nói vậy thì nhiệt liệt đồng ý: "Tốt quá, tốt rồi, đa tạ Hoàng Hồng sư huynh." Lúc này đã là một tháng sau, tại một khu rừng âm u tĩnh mịt, Lục Hạo đang ngồi đó luyện công suy nghĩ. Ngày mai chính là ngày tân sinh ra ngoài lịch luyện rồi, chỉ có thông qua lịch luyện mới có tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội ngoại môn và mới có cơ hội tiến vào nội môn. Mà mình đã đột phá đến trọng ba ngưng khí cảnh dưới sự trợ giúp của ngưng khí đan mà Ngô Năng tặng rồi, hơn nữa võ mạch bình thường thứ tư đã khôi phục rồi, kiểm tra sức mạnh đã được tăng lên trong khoảng thời gian này, vậy một tháng trước phải dùng toàn lực mới có thể đánh nát viên đá to, bây giờ tới thử xem. Lục Hạo dùng một tay mạnh mẽ đập vào tảng đá trước mắt, sức tấn công lớn đến nổi làm cho tảng đá đó bị bay màu ngay lập tức. Cậu nhìn vào khung cảnh mịt mù trước mắt mà suy nghĩ: dùng 5 phần lực đã có thể phá tan cục đá khổng lồ, thực lực của mình bây giờ so với tháng trước mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Nếu bây giờ tiếp tục sử dụng Long Quyền Vô Hối thì mình sẽ không bị mất hết lực nữa, chắc chắn mình sẽ có thể thông qua khảo hạch đệ tử nội ngoại môn. Lúc này đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau, chợt có tiếng ai đó gọi cậu thất thanh trên con tàu to lớn: "Hạo Lộc, Hạo Lộc đang ở đâu?" Cậu cũng nhanh nhảu đáp lại: "Tới đây." Tên đó vừa nhìn thấy cậu thì liền lên tiếng chửi thề: "MN tìm ngươi cả nửa ngày rồi, ngươi chính là Hạo Lộc sao?" Lục Hạo nhìn người trước mặt mà ngơ ngác lên tiếng hỏi: "Huynh là..." "Ta là đội trưởng của đội ngươi, Hoàng Hồng sư huynh, phụ trách an toàn trong lúc ngươi lịch luyện, tiếp theo muốn giữ mạng thì phải nghe theo ta chỉ huy, biết chưa?" Cậu nghe vậy thì liền đáp lại: "Vâng." Nhưng trong lòng lúc này lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ từ hai vị sư huynh trước mắt, sao có vẻ hai vị sư huynh này có ý kiến với mình. Cảnh lúc này lại được chuyển đến một ngày sau, chiếc tàu vừa bon bon bay lên núi, vừa có tiếng ai đó đang lên tiếng thông báo: "Đều nghe rõ, đây lần này chúng ta lịch luyện bên ngoài cấm địa Giao Quang, nơi này rất nguy hiểm đối với tân sinh các ngươi. Mỗi tân sinh phải lấy được 5 viên thú tinh cấp 3 mới tính như là hoàn thành nhiệm vụ, người đạt tiêu chuẩn mới có tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội ngoại môn. Thời gian lịch luyện là 5 ngày, 5 ngày sau tất cả mọi người tập hợp trên thuyền trước giờ dậu, rõ chưa?" Đám người bên dưới liền đồng thanh đáp: "Rõ." Chiếc tàu vừa mới cập bến thành công, mấy tên ban nãy lại đến tìm cậu: "Hạo Lộc, tí nữa đội chúng ta sẽ chia ra đi tìm thú tinh. Cảnh giới của ngươi thấp nhất nên sẽ do ta và Hoàng Lực dẫn dắt." Hai tên đó nói xong liền mau chóng đi xuống tàu mà không quên dặn dò câu cuối: "Nhớ theo sát bọn ta." Lục Hạo đi ở phía sau nhìn vào hai vị sư huynh của mình thắc mắc suy nghĩ: "Cấm địa Giao Quang nguy hiểm trùng trùng, đội ngũ khác đều hành động theo đoàn, mà đội ngũ bọn mình lại chia ra hành động.
Nghe nói Ngô Năng có thể làm mưa làm gió trong đám tân sinh là vì có núi dựa trong nội môn, trừ khi bọn họ chính là núi dựa của Ngô Năng. Đi một hồi lâu, ba người lúc này đã tiến lại gần cấm địa. Lục Hạo đi ở phía sau bọn họ mà âm u suy nghĩ, nói dẫn mình đi tìm thú tinh nhưng lại âm thầm dẫn mình vào trong cấm địa. Trước khi đến mình đã tra đọc rất nhiều thư tịch, biết bên trong cấm địa có rất nhiều hung thú cấp cao, thực lực của sinh vật như hung thú chia thành cấp 1 đến 10. Hung thú cấp 1 thực lực tương đương với tôi thể cảnh của nhân tộc, cấp 2 tương đương với ngưng khí cảnh của nhân tộc, cấp 10 tương đương với cường giả võ thần cảnh của nhân tộc, mà bên ngoài cấm địa giao quang chỉ có hung thú từ cấp 1 đến 3 là bọn mình có thể đối phó được, nhưng bên trong có thể có cấp 4 đến 6, đây là tồn tại mà chân khí cảnh không thể đối phó được. Nghĩ đến đây cậu liền dừng lại không đi tiếp nữa, rồi nhanh chóng lên tiếng nói với hai tên kia, hai vị sư huynh đi lên trước nữa sẽ gặp phải hung thú cường đại, đến lúc đó cho dù là chân khí cảnh cũng rất nguy hiểm, chúng ta vẫn nên dừng ở đây đi. Hai tên kia nghe cậu nói vậy thì liền quay lại với bộ mặt gian manh lên tiếng nói, không sao, đi đến đây cũng đủ rồi, ở đây giết ngươi sẽ không ai biết. Lục Hạo đã đoán được từ sớm, gương mặt tự tin lên tiếng nói, quả nhiên các huynh cùng một bọn với Ngô Năng phải không? Tiểu tử thông minh đấy, bây giờ đã biết sợ chưa? Một ngưng khí trọng ba như ngươi dám chọt đến bọn ta bây giờ sợ cũng muộn rồi. Vừa nói tên đó vừa phi như bay đến tấn công cậu, nhưng trái ngược với thái độ mong chờ từ cậu của tên đó, Lục Hạo lại vô cùng tự tin chuẩn bị đòn đánh ở trên tay, từ từ lên tiếng nói, sợ ư? Huynh chẳng qua là một trọng sáu ngưng khí cảnh cũng dám tới giết ta. Trọng ba coi thường trọng sáu ư? Xem ta chém bay đầu ngươi đây. Cây kiếm của tên đó còn chưa chạm vào cậu đã bị đòn đánh kia của cậu đánh cho tan nát. Đòn đánh đó của cậu cứ theo đà đó đánh thẳng vào mặt của tên sư huynh còn đang ngơ ngác kia, làm cho hắn ta văng xa mấy chục cây. Sư huynh tạm biệt không tiễn. Tên Hoàng Hồng kia thấy người bạn thân của mình bị cậu đánh cho văng đi như vậy thì liền lớn tiếng gọi, Hoàng Lực. Hắn ta vẫn chưa chịu tin những gì đã xảy ra trước mắt mình ban nãy mà nhanh chóng suy nghĩ trong kinh ngạc. Sao có thể chứ, Hoàng Lực là trọng sáu ngưng khí đó vậy mà lại bị một trọng ba. Lục Hạo không để tên Hoàng Hồng kịp phản ứng lại liền nhanh chóng bật tốc hành chạy vụt đi. Trọng sáu ngưng khí thì dễ giải quyết nhưng nghe nói Hoàng Hồng là chân khí cảnh, phải mau chóng quay lại trên thuyền tránh hiểm. Tên Hoàng Hồng nhìn thấy cậu dễ hướng chạy đi như vậy thì liền nổi đó quát lên, hỗn chứng dám động tới người của ta, ta sẽ giết ngươi không toàn thây. Lục Hạo lúc này như cảm nhận được gì đó liền kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau cậu lúc này là hình ảnh tên Hoàng Hồng đang phi đến. Tiểu tử đừng hòng chạy, Lục Hạo bắt đầu vã cả mồ hôi nhìn vào hình ảnh đó mà nghĩ bụng, không ổn, tốc độ của chân khí cảnh nhanh quá, cứ như vậy thì sẽ bị bắt mất. Tìm đường sống trong chỗ chết chỉ có thể cược một phen, cậu vừa nghĩ vừa đưa đòn đánh của mình lên chuẩn bị tấn công. Nhưng thay vì đánh vào tên Hoàng Hồng kia, cậu lại đánh lên bả vai của mình. Lục Hạo vì đòn đánh đó mà đau đớn ọc cả máu. Tên kia thấy vậy thì liền hỏi chấm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nhanh chóng châm chọc ra mặt lên tiếng cười mỉa. Tiểu tử ngươi sợ đến nỗi muốn tự sát ư? Lục Hạo mặc kệ tên đó mà lần nữa rẽ hướng chạy của mình. Tên đó nhìn thấy hướng chạy đó của cậu thì ngơ ngác lần hai, hắn ta lúc này đã dừng lại không đuổi tiếp nữa mà nhanh chóng lớn tiếng nói, ngu ngốc, ngươi chạy phía bên đó là trong cấm địa đấy, trong nơi đó đều là hung thú cường đại, ngươi mà đi thì chết chắc. Lục Hạo đang chạy đi nghe thấy mấy lời nói của tên kia liền lớn tiếng đáp lại, còn hơn là bị ngươi truy sát xông vào cấm địa có khi vẫn còn cơ hội sống. Lời vừa mới nói dứt, kế bên cậu lúc này là cái mồm của một con hung thú nào đó. Lục Hạo kinh hãi mà nhìn sang cái mồm đó, con hung thú cứ thế ngoạm vào cậu một cái nuốt trọn. Tên Hoàng Hồng lúc này đã nép vào một gốc cây gần đó mà nhìn con hung thú lên tiếng nói, chết thì tốt, trọng ba như ngươi vào trong cấm địa còn vọng tưởng có cơ hội sống. Chân hoa nham cấp 4 còn mạnh hơn cả chân khí cảnh, chẳng qua ta đỡ phải động thủ, đúng là đồ ngu ngốc. Con chân to lớn lúc này đã từ từ trường sâu vào bên trong cấm địa. Lục Hạo đang nằm dài trong bụng con hung thú mệt nhọc suy nghĩ, mình vẫn còn sống sao? Trước khi ra ngoài lịch luyện mình đã cẩn thận tìm hiểu về hung thú trong cấm địa giao quang, trong sách nhắc đến tinh huyết là sức hấp dẫn chí mạng đối với chân hoa nham. Chỉ cần chút tinh huyết thì có thể dụ chân hoa nham tới, mà trong sách cũng nói lúc bị chân hoa nham nuốt chỉ cần chủ động tiến vào thực đạo sẽ không bị cắn chết tại chỗ. Vì vậy mình mới cố ý tự làm bản thân bị thương dẫn dụ chân hoa nham tới mới có cơ hội sống sót. Hoàng Hồng bây giờ chắc đã tưởng mình chết rồi, đã rời đi rồi nhỉ? Sống sót thoát khỏi tuyệt cảnh thành công. Mặc dù dịch dạ dày của chân hoa nham có thể biến một người thành máu trong vòng nửa canh giờ, nhưng may mà chỉ có da bên ngoài của chân hoa nham cường hãn, còn bên trong rất mềm mại. Tiếp theo chỉ cần thoát ra khỏi bụng trước khi bị dịch vị ăn mòn. Nghĩ đến đây cậu liền rút thanh kiếm bên hông của mình ra. Mình chắc chắn có thể trốn thoát. Con chân còn đang bò bon bon trên đường đột nhiên bị gì đó làm cho trợn mắt mở to đồng tử, rồi cứ thế gào lên vang dội đau đớn. Khu rừng mà nó bò ngang cũng vì thế bị quật ngã nằm la liệt dưới đất. Con hung thú cũng nhanh chóng đi bán muối ngay sau đó. Thanh kiếm của cậu đột ngột đâm thẳng lên từ bụng của con hung thú. Lục Hạo cũng nhanh chóng trồi lên hít lấy không khí từ chỗ đó. Lục Hạo nhìn vào viên thú tinh trong tay mà thích thú suy nghĩ, không những sống sót từ trong bụng chân hoa nham mà còn lấy được thú tinh cấp 4 của chân hoa nham, đây là bảo bối tốt hiếm có. Cậu nhanh chóng cất viên thú tinh vào trong áo, nhìn vào con hung thú rồi lại nhìn quanh lên tiếng nói, toàn thân chân hoa nham đều là bảo, đều là của mình rồi, chẳng qua thi thể quá to, phải tìm nơi giấu thi thể trước đã. Còn đang nhìn xung quanh xem xét, một mùi hương gì đó làm thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn về hướng tỏa ra mùi hương đó mà thầm nghĩ, nơi đó là gì? Sơn động nào có thể thổi ra cơn gió âm trầm như vậy? Là hang động của chân hoa nham sao? Chợt có một bóng dâm từ đâu đó thình lình xuất hiện sau lưng cậu. Lục Hạo kinh hãi mà ngó đầu lại xem xét, sau lưng cậu lúc này là một đàn hung thú đang lần lượt lao tới tấn công vào cậu.
Không ổn, đây là hung thú thiên hầu cấp 3. Lục Hạo nhanh chóng tốc chạy đi để thoát khỏi mấy con hung thú. Hung thú thiên hầu là hung thú bên ngoài, tuy không mạnh bằng chân hoa nham nhưng quen hành động theo bầy đàn, chúng bị thi thể của chân hoa nham thu hút tới sao. Ở trong rừng thì không trốn được, chúng chỉ có thể đi vào hang chân đó xem. Nghĩ đến đây, cậu liền tốc chạy về hướng của hang động kỳ quái đó. Bất thình lình một con thiên hầu lao từ trên xuống tấn công về hướng của cậu. Lục Hạo vì đòn đánh đó liền văng thẳng vào bên trong. Miệng hang cũng nhanh chóng bị chấn động làm cho bịt kín lối ra. Lục Hạo nhìn vào nó mà thở dốc suy nghĩ, nguy hiểm quá nhưng may mà trốn kịp. Chỉ vừa mới suy nghĩ xong, một cơn chấn động lại nhanh chóng ập đến, mặt đất mà cậu đang ngồi đột nhiên rơi tự do xuống bên dưới. Lục Hạo theo đà đó rơi xuống bên dưới la lên thất thanh. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Hạo lúc này cuối cùng đã tỉnh lại sau cơn chấn động ấy. Cậu lùng cùng ngồi dậy mà ngơ ngác thắc mắc mình chưa chết. Đột nhiên cậu cảm nhận bàn tay của mình đang sờ một vật gì đó là lạ, liền liếc mắt nhìn sang. Tay cậu lúc này đang đặt trên sọ của một bộ hài cốt, làm cho Lục Hạo quýnh quáng giật bắn người đứng phắt dậy chạm vào bộ hài cốt tương tự để làm điểm tựa. Cậu cứ thế há hốc mồ hôi đầm đìa nhìn vào bộ hài cốt mà mình đang chạm tay vào đó. Sau một hồi trấn tĩnh lại, trước mặt cậu là vô số bộ hài cốt đang nằm la liệt dưới đất. Tại sao nơi này lại nhiều thi cốt như vậy? Xung quanh đều là chiến giáp và binh khí, chẳng lẽ nơi này từng là chiến trường gì sao? Sau khi xem xét một hồi, trước mặt cậu chính là một thanh kiếm được khắc một cái tên Thánh Địa Quang Giao. Lục Hạo liền cầm thanh kiếm đó lên xem xét rồi nhanh chóng suy nghĩ, chẳng lẽ nơi này là di tích của Thánh Địa Giao Quang ư? Truyền thuyết kể rằng vào thời kỳ đầu trên đất liền có 7 thánh địa, đại diện cho 7 thế lực võ đạo phát triển cấp cao nhất. Thánh địa lúc đó phát triển thịnh vượng, cường giả ở khắp nơi là thịnh thế của võ giả, nhưng sau đó một vụ giết chóc bí ẩn đã quét qua đất liền. Tất cả 7 thánh địa đã thất thủ, hiện nay thất đại thánh địa thành thất đại tử vong cấm địa bị các loại hung thú chiếm giữ, điều này thật đáng buồn. Tuy cấm địa cực kỳ nguy hiểm nhưng cấm địa trong truyền thuyết có nhiều truyền thừa kinh thế đợi người khai quật. Chẳng qua truyền thừa gì đó thì đừng nghĩ nữa, điều mình nên làm bây giờ là nghĩ cách ra khỏi nơi quỷ quái này. Sau khi đi một hồi, trước mặt cậu là một lối vào chật hẹp. Bên trong tỏa ra một ánh sáng huyền bí làm cho Lục Hạo nhìn vào trong bắt đầu kinh ngạc đứng hình mất 5 giây. Trước mặt cậu chính là một vườn địa huyền thạch. Lục Hạo khoái khoái ra mặt bước đến cầm viên địa huyền thạch trên tay thầm nghĩ, mọi người đều biết địa huyền thạch này là vật liệu còn chân quý hơn cả thú tinh. Bởi vì địa huyền thạch là do năng lực thiên địa cực thuần khiết ngưng tụ tạo thành, to bằng nắm tay cũng có thể bán được với giá ngàn vàng. Hơn nữa địa huyền thạch không chỉ dùng để tăng tu vi mà còn có thể tăng phẩm chất luyện đan luyện khí, võ giả bí cảnh từ cực đều liều mạng vì địa huyền thạch. Đáng tiếc không có không gian pháp bảo mang trên người cũng không được nhiều, tìm đường ra trước vậy. Vừa mới nghĩ đến đây, trước mặt cậu là một ánh sáng chói lóa từ một khe hở. Lục Hạo thấy vậy thì liền tiến vào xem xét bên trong. Cậu nhìn vào khung cảnh trước mắt bắt đầu há hốc không ngậm được mồm. Đây là nơi nào? Bên trong các bức tường của hang động này có rất nhiều xác sống. Phải chăng đây chính là ngôi mộ bị bỏ lại ở thánh địa? Cậu cứ thế từ từ càng tiến đến gần mấy bức tượng đó. Cậu dừng lại trước một cô gái trước mặt mà thốt lên trong lòng, đây là nữ nhân đẹp quá, giống như tiên tử rơi xuống phàm trần. Tầm mắt của cậu lại lần nữa rời đi sang bên cạnh. Cậu nhìn vào thứ ở trước mắt mà thầm nghĩ, đây là thứ mà Thánh Địa Giao Quang để lại ư? Chẳng qua trông giống như một tấm gương. Cầm lên xem, chợt cái thứ đó liền hút trọn cậu vào bên trong. Lục Hạo lúc này đã tiếp đất một cách an toàn, cậu gương mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn ráo rác xung quanh thắc mắc đây là nơi nào vậy. Chợt có giọng nói của ai đó vang vẳng trong đầu của cậu, hàng vạn năm rồi cuối cùng cũng có người có thể tìm được nơi này. Lục Hạo hoảng hồn mà lớn tiếng hỏi, ai đang nói đấy? Chúng ta vừa gặp rồi đó. Cậu nhìn vào cô gái vừa mới xuất hiện trước mắt kinh ngạc suy nghĩ, đây chính là nữ tử trong quan tài pha lê vừa rồi. Cô gái đó lại lên tiếng nói tiếp, khi đó thiên tai quét qua đại lục, không còn một sinh linh nào trên thiên hạ sống sót. Thánh địa Giao Quang của bọn ta cũng vì thế mà sụp đổ, còn tưởng rằng truyền thừa của Giao Quang nhất phái ta sẽ bị thất truyền, không ngờ còn có thể thấy được người tới. Nếu hôm nay ngươi có thể tiến vào gương thánh Giao Quang vậy đó là duyên, giờ ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết khống chế gương thánh Giao Quang và công pháp chiến khí quyết Giao Quang. Vô số công pháp từ cô gái kia nhanh chóng ảo ạt vào đầu của cậu, Lục Hạo gương mặt cau có mà cố chịu thẩm nghĩ. Đây là thứ gì, đầu của mình sắp nổ tung rồi, đợi đã hiểu rồi, mình đột nhiên hiểu rồi. Nàng ta truyền một lượng lớn tri thức vào trong đầu, lập tức mình đã hiểu rõ rồi, nghĩ đến đây cậu liền gắng sức chống tay lên mặt đất. Lục Hạo bắt đầu thở lên từng hồi khó khăn nghĩ bụng, gương trước mặt tên là Thánh Gương Giao Quang. Thánh Gương Giao Quang là một trong thất đại tiên khí của đại lục huyền thế, giờ đã do mình khống chế, càn khôn trong gương ngưng tụ linh khí, tâm phương tu luyện trong gương có thể làm ít công to. Nghĩ đến đây cậu liền đứng bật dậy sau một hồi cố gắng, hơn nữa mình bây giờ còn có được công pháp cực phẩm của Thánh Địa Giao Quang. Giao Quang Chiến Khí Quyết tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng có thể cường hóa chiến lực gấp bội, tu luyện viên mãn có thể cường hóa chiến lực gấp 9 lần. Chẳng qua trả giá là khi sử dụng sẽ tiêu hao năng lượng, với năng lượng hiện giờ trong cơ thể mình thì sử dụng Giao Quang Chiến Khí Quyết e là chỉ dùng được một lần. Nhưng Giao Quang Chiến Khí Quyết có thể dùng vật phẩm chứa lượng lớn năng lượng để làm năng lượng tiêu hao. Ví dụ địa huyền thạch ngoài động có thể lấy làm năng lượng, từ đó có thể phát động Giao Quang Chiến Khí Quyết. Mà Giao Quang Chiến Khí Quyết có thể tăng gấp đôi chiến lực liên quan tới bảo thạch phát sáng trên gương, hiện giờ 9 bảo thạch trên gương 8 cái hỏng 1 cái sáng, cũng là cái có thể tăng gấp đôi chiến lực. Về sau muốn tăng chiến lực nhiều hơn còn cần tu luyện bảo thạch còn lại mới được, chẳng qua Thánh Gương Giao Quang là tiên khí không gian vậy mà bây giờ có thể để mình tùy ý khống chế. Mình đã nhặt được bảo bối cực phẩm rồi. Sau khi đã giác ngộ mọi chuyện, cậu lúc này nhanh chóng quỳ xuống cảm ơn cô gái kia.
đa tạ truyền thừa của tiên tử Lục Hạo sẽ ghi nhớ đại ân này cả đời. Không cần cảm ơn ta, về sau ngươi chỉ cần không tiết lộ nơi này ra là được. Tiếp theo ta sẽ nói cho ngươi tuyến đường rời đi, ngươi có thể rời khỏi nơi này. Cậu nghe cô gái kia nói vậy thì liền hớn hở suy nghĩ, xem ra tiên tử này là cường giả thời kỳ Thái Sơ năm đó. Có thể nhận được truyền thừa này đúng là vinh hạnh ba đời. Lục Hạo nhờ vào thuật pháp của cô gái kia lúc bấy giờ đã bắt đầu rời đi. Trước khi rời đi cậu cũng không quên quay lại chào tạm biệt cô ta. Sau khi bóng lưng cậu đã mất hút, trên mặt của cô gái kia đột nhiên hiện lên một biểu cảm vô cùng. Lục Hạo lúc này đã quay lại vườn địa huyền thạch ban nãy, cậu tiến gần đến đống địa huyền thạch đó mà mừng thầm trong lòng. Bây giờ có thánh gương giao quang, mình có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Phải biết rằng thánh gương giao quang là một không gian lớn, chỉ cần là vật thể mà mình tiếp xúc thì có thể khiến vật đấy tiến vào thánh gương, nói cách khác, tương đương có một pháp bảo không gian quy mô lớn rồi, đã quá của mình, bây giờ chỗ địa huyền thạch đều là của mình. Cậu vừa nghĩ vừa chạy vòng quanh đống địa huyền thạch chạm hốt lia lịa, đúng là phát tài rồi. Chỉ mới trôi qua nửa canh giờ, đống địa huyền thạch chất đống như núi giờ đây đã không còn một viên ở bên trong cái gương nó. Lục Hạo đang vô cùng phấn khích nhìn vào đống địa huyền thạch trong tay, sung sướng suy nghĩ, có nhiều địa huyền thạch như này mình đã biến thành phú ông rồi. Cho dù dùng làm năng lượng cho giao quang chiến khí quyết cũng còn lâu mới hết. Lúc Lục Hạo rời khỏi hang động kia đã là 4 ngày sau đó. Cậu vừa mới bước ra khỏi miệng hang mà mệt mỏi suy nghĩ trong đầu. Địa hình quá phức tạp rồi, không ngờ có chỉ dẫn của tiên tử rồi mà vẫn mất nhiều thời gian để tìm lối ra như thế. Bất chợt trước mặt cậu lại là đám hung thú mấy hôm trước. Bọn chúng đang đồng loạt phóng đến chỗ cậu định tấn công, nhưng đối diện với chúng lại là thái độ hờ hững của cậu. Lục Hạo cứ thế đứng yên đó trước mặt bọn hung thú, bọn chúng nhìn thấy thái độ khác hoàn toàn hung kia của cậu thì liền ngơ ngác nhìn nhau im lặng. Cậu vẫn đứng yên đó mà từ từ lên tiếng nói, trước khi các ngươi đang rối bời ta đã nhìn thấy các ngươi chạy như điên. Tại sao bây giờ lại không đi nữa? Ta chỉ có thể nói là có lẽ mấy ngày trước ta là con mồi, nhưng bây giờ ta là thợ săn đó. Câu nói này của cậu đã chọc tức mấy con hung thú ở trước mặt, bọn chúng đồng loạt phóng đến tấn công cậu. Lục Hạo nhìn khung cảnh tán loạn trước mặt thì liền thầm nghĩ, thử uy lực của giao quang chiến khí quyết xem nào. Long quyền vô hối giao quang chiến khí quyết, đòn đánh của cậu cứ thế được đánh thẳng về phía trước. Một vụ nổ trời liền nhanh chóng được diễn ra, đám hung thú kia một phần đã nằm la liệt dưới đất, một phần thì hoảng sợ núp vào mấy cái cây ở gần đó nhìn cậu trong e sợ. Lục Hạo nhìn thấy đòn đánh đó của mình thì cũng bất ngờ suy nghĩ, mạnh thật đó, nhưng cũng thật đau lòng. Phải biết rằng phát động giao quang chiến khí quyết cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Ban nãy mình mới dùng một lần chiến khí quyết đã tiêu hao địa huyền thạch giá trị hơn vạn kim rồi. Nghĩ đến đau lòng, cậu lại sôi máu lên mà bất giác siết chặt tay lại. Cơ mơ nơ một quyền một vạ vàng, xem ra phải tốc chiến tốc thắng rồi. Lục Hạo lúc này liền nhanh chóng phóng đến chỗ của mấy con hung thú kia. Bọn chúng nhìn thấy cậu chạy đến thì liền hoảng sợ rút quân bỏ chạy. Lục Hạo đuổi theo bọn chúng mà vừa chạy vừa đánh từng đứa, làm cho cả khu rừng nổ lên từng tiếng trời khói bụi bay mịt mù. Sau khi đã đánh cho đã cái nư, cậu nhìn vào khung cảnh hoang tàn trước mặt mà lên tiếng nói, giải quyết hết hung thú thiên viên rồi, mặc dù lấy được rất nhiều thú tinh cấp 3 nhưng lại mất mười mấy vạn kim địa huyền thạch có chút sót. Chẳng qua so với tổng số lượng địa huyền thạch trong thánh gương, chỗ này chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông. Thời hạn ra ngoài lịch luyện sắp hết rồi, đến lúc về để hoàng hồng bất ngờ nào. Nghĩ đến đây cậu liền hiên ngang cất bước rời đi. Lúc này kế bên con tàu to lớn kia, bọn người tân sinh viên đang đứng tụ hợp lại bắt đầu điểm số, thời gian ra ngoài lịch luyện kết thúc, các ngươi phụ trách đội bẩm báo nhân số. Nghe vậy mấy tên dẫn dắt liền lớn tiếng thông báo về số người của đội mình, cuối cùng cũng đến lượt tên Hoàng Hồng lên tiếng. Tên đó làm bộ làm tịch hiện lên bộ mặt tiếc thương từ từ lên tiếng. Đệ tử đội ta Hạo Lộc đã chết, Hạo Lộc không nghe lời khuyên xông vào trong cấm địa hoàng lực vì cứu hắn cũng. Mấy người kia nghe hắn ta nói vậy thì cũng chìa mỏ vô tám chuyện, xông vào khu cấm địa ư. Vậy thì chết chắc rồi, vị đạo trưởng kia nghe vậy thì liền tiếc thương chậm chậm lên tiếng nói. Ra ngoài lịch luyện khó tránh khỏi thương vong, Hoàng Hồng con hãy nén bi thương. Vậy tiếp theo. Ông ta còn chưa nói dứt câu, giọng nói lớn của cậu chợt vang lên cắt ngang lời nói của ông ta, ai nói ta chết rồi vậy? Lục Hạo hiên ngang từ từ bước lên phía trước lên tiếng nói tiếp, Hoàng Hồng sư huynh, huynh cố ý để ta ở lại cấm địa còn vu oan ta xông vào trong cấm địa đúng là khiến ta đau lòng. Tên Hoàng Hồng nhìn thấy sự xuất hiện của cậu thì liền kinh hãi lớn tiếng hỏi, Hạo Lộc sao ngươi chưa chết? Không phải ngươi bị chân hoa nham ăn rồi sao? Nghe hắn ta hỏi vậy, cậu liền ghé sát lại gần hắn âm u lên tiếng dọa người. Chết ư? Hoàng cẩu, ngươi càng muốn ta chết thì ta càng muốn chết sau ngươi. Ta biết thế lực hiện giờ của ta nhỏ, cho dù vạch trần ngươi hại ta cũng vô dụng, nhưng về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tên Hoàng Hồng lúc này gương mặt nhăn nhó vì không làm gì được cậu, đáng ghét, lần ra ngoài này không thể giết hắn, về trong tông thì càng khó ra tay hơn. Vị đạo trưởng kia nhìn thấy sự xuất hiện của cậu cũng không có gì là kinh ngạc, liền nhanh chóng lên tiếng nói, được rồi, về là tốt, tiếp theo là kiểm tra thú tinh thu được trong lúc lịch luyện, người ít hơn 3 viên sẽ không thể tham gia khảo hạch đệ tử nội ngoại môn. Mấy người bên dưới liền nhanh nhảu lên tiếng đáp lại từng hồi. Tên Hoàng Hồng đứng ở phía sau cậu bắt đầu nghĩ bụng tính toán, may mà tuy Hạo Lộc may mắn thoát khỏi cấm địa nhưng chắc chắn hắn không có thú tinh. Chỉ cần không qua được khảo hạch đệ tử nội ngoại môn thì hắn chỉ có thể ở ngoại môn, đến lúc đó mình vẫn có cơ hội giết hắn. Hắn ta vừa mới suy nghĩ đến đây, bất chợt một bao thú tinh được đặt mạnh xuống trước mặt vị đạo trưởng làm ông ta giật hoảng hồn một cái. Lục Hạo tự tin đứng đó lên tiếng tuyên bố, "Ta, Hạo Lộc 20 viên thú tinh cấp 3." Mấy người bên dưới nghe câu nói của cậu thì liền kinh ngạc há hốc, tên Hoàng Hồng cũng không phải là ngoại lệ. Sau vài giây kinh ngạc, hắn ta liền thay đổi thái độ, cau có lớn tiếng thắc mắc,
Sao có thể chỗ thú tinh này ngươi lấy ở đâu ra? Vị đạo trưởng kia cũng bắt đầu nhìn cậu bằng một cặp mắt nghi ngờ, nhanh chóng lên tiếng dò hỏi. Hạo Lộc, đệ tử mạnh nhất nơi này mới có 5 viên một ngưng khí trọng 3, như ngươi có thể có 20. Sẽ không phải gian lận đấy chứ? Lục Hạo gương mặt vô cùng bố láo lên tiếng đáp lại lời của ông ta. Hoàng Hồng sư huynh ban nãy không phải nói hoàng lực hy sinh vì ta đó sao? Thực ra chỗ này đều là do hoàng lực sư huynh liều chết bảo vệ ta để ta chạy thoát khỏi hung thú nên ta mới lấy được. Lúc hoàng lực sư huynh bị đám thú bao vây còn nói với ta phải sống tiếp phần của huynh ấy. Vừa nói cậu vừa cố gắng dặn ra mấy giọt nước mắt, vì vậy thú tinh của ta đều là hoàng lực sư huynh dùng mạng để đổi lấy. Huynh nói đúng không Hoàng Hồng sư huynh? Tên Hoàng Hồng kia từ biểu cảm chán ghét nghe thấy câu hỏi của cậu liền lập tức thay đổi thành vô cùng hòa nhã, nhanh chóng lên tiếng đáp đúng vậy, đám người kia vì mấy lời kể của cậu lúc này nước mắt nước mũi bờ đê phóng đến đẩy tên Hồng Hoàng ra xa lên tiếng nói. Không ngờ lý do lấy được thú tinh lại cảm động như vậy, tên Hoàng Hồng bị đẩy ra cũng mặt cau mày có tức giận suy nghĩ. Đáng ghét bác bỏ mình bằng lời dối trá của mình vậy mà không thể nói nên lời. Vị đạo trưởng kia lúc này nước mắt cũng đã lan dài chậm chậm lên tiếng thông báo. Vậy thì Hạo Lộc là người đứng đầu lần ra ngoài lịch luyện này. Lục Hạo nghe vậy thì liền khí thế chấp tay đa tạ trưởng lão, mấy người kia thấy vậy thì liền hô lên như fan nhìn thấy idol. Hạo Lộc mạnh quá cũng xoái quá, đây là đệ tử đầu tiên có thể sống quay về từ trong cấm địa đó. Hoàng Hồng nhìn thấy thái độ của mấy người đó liền khó chịu nghĩ bụng, đáng ghét Hạo Lộc ngươi đừng đắc ý thúc thúc ta là trưởng lão tông môn đó. Cho dù về sau ngươi trở thành đệ tử nội môn ta cũng sẽ giết ngươi. Sau khi đã công bố kết quả, Lục Hạo lúc này đã quay trở lại nơi ở của mình. Lần lịch luyện này Tiêu Tử Mặc thấy thực lực bản thân không đủ nên ở lại tông môn khổ luyện không biết hắn thế nào rồi. Lời vừa mới nói dứt thì bỗng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên bên lề đường. Tiêu Tử Mặc, núi dựa Hạo Lộc của ngươi tuyệt đối đã chết ở cấm địa giao quang rồi. Ta khuyên ngươi nên giao ngưng khí đan ra đây. Tiêu Tử Mặc cố gắng chống lại tên Ngô Năng khó khăn lên tiếng nói. Không thể nào Hạo Lộc sẽ không chết. Hơn nữa ta đã đồng ý với Hạo Lộc, cho dù thế nào ta cũng sẽ không khuất phục các ngươi. Tên Ngô Năng nghe cậu nói như vậy thì liền áp sát nói lời đe dọa. Mấy ngày không gặp xương cốt cứng hơn rồi. Vậy đừng trách sư huynh truyền thụ cho ngươi ít kỹ xảo thực chiến nhé. Lục Hạo nhanh chóng tiến đến giữ chặt cánh tay đang rút con dao của tên đó, từ từ lên tiếng nói. Hóa ra Ngô Năng sư huynh muốn giao lưu kỹ xảo thực chiến à? Tên đó vẫn chưa nhận ra giọng nói của cậu liền cau có quay đầu lại hỏi ai đó. Lục Hạo gương mặt vô cùng tự tin nhanh chóng đáp lại lời của hắn ta. Ta chính là người chết trong lời huynh nói đó. Lời cậu vừa mới nói dứt, thanh kiếm trên tay tên Ngô Năng cũng vì thế mà rớt xuống đất. Hắn ta nhìn cậu đến nỗi há hốc mở to mắt lớn tiếng thắc mắc. Hạo Lộc ngươi chưa chết? Hoàng Hồng sư huynh đã đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ chết rồi mà. Không thể nào. Lời còn chưa nói xong, Lục Hạo đã mạnh mẽ nắm cánh tay của tên Ngô Năng vật ngã xuống mặt đất. Tên đó bị cậu vật như vậy liền ngã xuống đầy đau đớn, máu cũng vì thế nhanh chóng phọt ra khỏi miệng, tiếp theo đó chính là bọt mép thi nhau trào ra. Cậu nhìn vào hình ảnh đó của tên đó bẻ tay rắc rắc, từ từ lên tiếng nói. Ngô Năng sư huynh và người khác tìm Tử Mặc giao lưu kỹ xảo thực chiến, không bằng tìm ta giao lưu thì hay hơn. Nói dứt lời, cậu liền một đấm đấm thẳng vào bản mặt của tên Ngô Năng làm cho hắn trượt một hàng dài, rồi lại nhanh chóng tiến đến mấy tên đồng bọn của hắn xử đẹp từng tên một. Mấy tên đó sau khi cùng cậu giao lưu, miệng tên nào tên nấy đều trào ra bọt mép, hình như ta thấy thái nãi của ta. Lục Hạo đứng đó bắt đầu phủi bụi trên người mình, nhanh chóng lên tiếng nói, đa tạ Ngô Năng sư huynh, giao lưu thực chiến thể lực ngang nhau này đã giúp ích cho ta rất nhiều. Mấy tên đó nghe cậu nói vậy thì kinh hãi ra mặt, nhanh chóng dìu dắt nhau chạy té khói. Tiêu Tử Mặc đứng phía sau xem xét sợ đến nuốt nước bọt mấy cái, thầm nghĩ trong lòng, thể lực ngang nhau sao, ta thấy chỉ có huynh đánh một mình thôi. Lục Hạo nhìn thấy đám người kia chạy đi, lúc này quay sang Tiêu Tử Mặc lên tiếng khen ngợi. Tử Mặc, bộ dạng không khuất phục lần này của ngươi rất xoái. Tiêu Tử Mặc nghe cậu khen ngợi gượng ngùng lên tiếng đáp lại. Nào có, đều là học của Hạo Lộc ca đó, tên Ngô Năng kia vẫn chưa đi xa. Hắn ta cau có ngó đầu lại nhìn cậu bằng cặp mắt bắn ra tia lửa điện, tức giận suy nghĩ, đáng ghét các ngươi, đợi đấy cho ta. Diễn biến lại nhanh chóng được đẩy đi đến 10 ngày sau, Lục Hạo nhanh chóng biến ra từ bảo vật mà mình mới nhận được hôm bữa. Cậu nhanh chóng nhảy bật xuống dưới đất, nhìn vào thân thể của mình hào hứng suy nghĩ, đã quá 10 ngày nay đều ở Thánh Gương hấp thụ thú tinh cấp 4 của Chân Hoa Nham, đã đột phá đến ngưng khí trọng 4 rồi, hơn nữa còn hồi phục được 2 đạo võ mạch phổ thông, bây giờ có 1 đạo võ mạch truyền thừa và 6 đạo võ mạch phổ thông rồi. Hơn nữa đạo võ mạch truyền thừa thứ 2 cũng sắp mở rồi, chỉ là cảm giác thiếu một thời cơ. Ngay lúc này Tiêu Tử Mặc cũng đẩy cửa bước vào mà nhìn cậu lớn tiếng hỏi, Hạo Lộc huynh đang ở nhà à? Sao huynh đã đột phá đến ngưng khí trọng 4 rồi, nhanh quá đi. Không có gì, ta chỉ là may mắn đột phá mà thôi, khiêm tốn quá, về ta sẽ cố gắng để được như Hạo Lộc ca. Đúng rồi, Hạo Lộc ca, mấy ngày nay có một người tên Cổ Thần tới, hắn nói hắn giúp huynh nghe ngóng ở nội môn rồi, nói nếu huynh thông qua khảo hạch đệ tử nội ngoại môn thì đến lúc bái sư nội môn nhất định đừng chọn Thái Vận Phong. Lục Hạo, cậu ta nói vậy thì liền kinh ngạc, Thái Vận Phong ư? Sau khi kinh ngạc xong, cậu liền rơi vào suy nghĩ. Huyền Kiếm Tông trong tông chia thành 4 phong một cốc, lần lượt là Phi Tinh Phong, Hạo Nguyệt Phong, Thái Vận Phong, Huyền Kiếm Phong và Linh Dược Đan Cốc. Mỗi đệ tử tiến vào nội môn cuối cùng đều chọn gia nhập ngũ đại thế lực, trong đó trừ Linh Dược Đan Cốc chủ tu là đan đạo thì các phong khác đều chủ tu là võ đạo, và mỗi tòa phong đều có truyền thừa của riêng mình. Cho dù đệ tử đi tòa phong nào thì tương lai đều có hy vọng trở thành cường giả võ đạo. Tuy thực lực của tứ đại phong đều rất mạnh nhưng Cổ Thần lại nói không thể chọn Thái Vận Phong. Suy nghĩ một hồi, cậu đã đứng trước một tảng đá lớn được khắc tên Thái Vận Phong.
Lục Hạo vẫn tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ, ban nãy trong môn cũng nghe ngóng được một số tin tức. Hình ảnh mấy tên buôn dưa lúc này như đang ở trước mắt cậu, phải nói là tứ phong nhất cốc trong tông chúng ta có rất nhiều chuyện thú vị. Nghe nói nhân khẩu của các phong khác hung thịnh chỉ có duy nhất truyền thừa của Thái Vận Phong đến giờ chỉ còn lại hai người, một là phong chủ Hướng Vấn Thiên. Người còn lại, vừa mới nghĩ đến đây chợt hình dáng của ai đó thu hút tầm nhìn của cậu. Đệ tử Mạc Phi Phàm, cậu nhìn vào người đang đi trước mắt nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa của người ta, đó chắc là Mạc Sư Huynh nhỉ. Nghe nói Mạc Sư Huynh từng là đệ tử của tông chủ Huyền Kiếm Tông, tu vi từng đạt tới hoàng cực cảnh là thiên tài số 1 số 2 trong tông. Đáng tiếc 10 năm trước bị người phế tu vi, Mạc Sư Huynh bị tông chủ vứt bỏ chỉ có thể chuyển vào Thái Vận Phong, trở thành phế nhân nhất định rất khó chịu dù sao mình cũng từng trải qua. Nghĩ đến đây cậu liền nhanh chóng phóng đến gần người trước mắt thân thiện lên tiếng chào hỏi, "Mạc Phi Phàm sư huynh, ta tên là Hạo Lộc, cần giúp không?" Người trước mắt cậu thái độ không mấy thân thiện nhanh chóng lên tiếng đáp lại, "Không cần, tránh xa ta ra." "Sư huynh đừng khách khí, để ta đi." Nói dứt lời cậu liền nhanh chóng đưa tay với lấy cái bao trong nặng nề kia. Mạc sư huynh bây giờ là phế nhân chuyển vật nặng chắc chắn rất mệt, mình có thể giúp được chút nào hay chút nấy. Nhưng vừa mới nhận lấy nó đặt lên vai, một sức nặng khủng khiếp nhanh chóng bao trùm lấy cậu. Lục Hạo vô cùng hỏi chấm với chuyện đang xảy ra này. "Cái gì nặng vậy sao? Ngưng khí trọng bốn như mình cũng không đỡ nổi sao? Mạc sư huynh không có tu vi lại đỡ được?" Vị sư huynh kia thấy vậy liền đưa tay qua định lấy cái bao đó về, vừa chậm chậm lên tiếng nói, "Ngươi không cầm nổi đâu, có đệ tử muốn chuyển kết quả gãy eo đó. Mau trả cho ta." Chân của cậu lúc này đã run lên bần bật vì sức nặng quá lớn. Nhưng Lục Hạo lại cố gắng vùng lên lớn tiếng nói, "Không sao, ta đỡ được." Cậu cứ thế hét lớn lên rồi chạy đi mất hút, để lại Mạc sư huynh đứng đó ngơ ngác nhìn. Các đệ tử khác bị bao phủ dưới lĩnh vực cương khí của lão đại đều không vận chuyển bất kỳ vật nào, tiểu tử này vậy mà có thể bay vọt vậy sao? Mạc sư huynh sau khi suy nghĩ xong liền từ từ lên tiếng nói, "Cảm ơn, nhưng ngươi phải đền hết những bậc thang bị đạp hỏng đó." Lục Hạo đang chạy hăng say phía trên nghe thấy vậy thì liền gào lên một cái. Mạc sư huynh sau khi nói xong lại tiếp tục suy nghĩ về cậu, tiểu tử này tên là Hạo Lộc sao, đúng là thú vị. Sau một hồi vật vã, Lục Hạo lúc này cũng đã xuống núi với một dáng đi khập khiễng. Cuối cùng cũng chuyển xong hết rồi, Mạc sư huynh không có tu vi còn có thể vác đồ nặng như vậy lên núi đúng là quá lợi hại. Đau quá vẫn nên đến chợ giao dịch của Huyền Kiếm Tông để mua chút cao dược vậy. Đi một chặng đường khó khăn, cậu cuối cùng cũng đến chợ giao dịch Huyền Kiếm Tông. Gọi là chợ giao dịch không bằng nói là mọi người tự lấy đồ của mình ra để bán thì đúng hơn. Chợt tầm mắt của cậu lúc này chợt chú ý vào một viên đá. Cậu nhìn vào nó mà thoáng chốc kinh ngạc, bắt đầu suy nghĩ, đây là thần long huyết thạch. Mình từng biết được loại đá này đến từ di tích viễn cổ khi còn ở chủ tộc, có thể kích hoạt năng lượng trong cơ thể võ giả. Có lẽ đúng lúc có thể giúp mình khởi động võ mạch truyền thừa thứ hai. Lục Hạo nhanh chóng tiến đến quầy hàng bán cục đá đó lên tiếng hỏi, cục đá này bao nhiêu một vàng sao? Không, 100 vàng, tuy ta không biết cục đá này có tác dụng gì nhưng ta bán 100 vàng. Hắc tiệm à, một cục đá mà ngươi cũng dám bán 100 vàng. Ông bán hàng nghe cậu nói vậy thì liền nổi đóa lên giật lại viên đá trong tay. Cút cút cút, không mua thì đừng trì hoãn buôn bán của ta. Chợt một giọng nói vang lên phía sau cậu cùng với một túi tiền được đưa đến trước mặt ông bán hàng. 100 vàng ta mua giúp huynh ấy. Lục Hạo nhanh chóng quay lại xem xét người ấy là ai. Liền kinh ngạc mà thầm nghĩ, Tuyết Nhi ư, ông bán hàng kia ban nãy còn gắt gỏng lúc bấy giờ liền cười hề hề thân thiện lên tiếng, cảm ơn đã chiếu cố tiểu ca, cầm lấy này. Lục Hạo nhìn thấy vậy thì liền tức giận thầm nghĩ, trở mặt cũng nhanh quá đấy. Lục Tuyết Nhi sau khi đưa tiền liền nhanh chóng bước chân rời đi. Lục Hạo thấy vậy thì nhanh chóng lên tiếng gọi, đợi đã sao muội lại giúp ta, không vì gì cả chỉ là huynh rất giống một bằng hữu hồi nhỏ của ta. Lục Hạo nghe vậy thì liền đứng yên bất động rơi vào trầm tư, bao năm không gặp Tuyết Nhi vẫn còn nhớ mình sao? Tuyết Nhi vốn không phải là người Lục gia, muội ấy được phụ mẫu ta nhặt được trong một lần ra ngoài. Trưởng thành đến giờ trừ phụ mẫu thì người có thể khiến mình coi là người thân cũng chỉ có Tuyết Nhi. Nghĩ đến đây cậu liền lên tiếng nói, đa tạ, về sau ta sẽ trả cho muội. Sau khi Lục Hạo rời đi, Lục Tuyết Nhi liền liếc nhìn về phía cậu thầm nghĩ, hồi nhỏ ở cạnh Lục Hạo ca ca lâu như vậy mình có thể xác định rằng người này chính là huynh ấy. Nhưng hình như Lục Hạo ca ca vì muốn ẩn giấu thân phận nên không muốn nhận ra mình, Lục Hạo ca ca nhất định có suy tính của mình. Nếu đã như vậy tạm thời mình cũng giả vờ không biết là được. Không biết đã trôi qua bao lâu, trời lúc này đã tối muộn tại sau núi Huyền Kiếm Tông. Có một chiếc gương được đặt bên dưới gốc cây, Lục Hạo đang ở trong thế giới của mình luyện công cùng với viên đá ban nãy mới mua được. Mình đã thành công hấp thụ được thần long huyết thạch. Hấp thụ được thần long huyết thạch rồi hiện giờ có thể nhẹ nhàng đột phá đến ngưng khí cảnh trọng 9 rồi. Sau khi đã làm xong mọi chuyện, cậu liền nhanh chóng phi thẳng ra bên ngoài. Đạo truyền thừa võ mạch thứ hai cũng mở ra thành công, đến Kim Long Cửu Chuyển Quyết cũng đạt tới thức thứ hai viên mãn rồi. Nghĩ đến đây, Lục Hạo từ từ tiến đến một vách núi ở gần đó. Cậu đứng trước vách núi đầy đá đó mà bừng bừng khí thế, thử võ kỹ thức thứ hai nào. Cậu cứ vậy một đấm đánh tan cả một núi đá, một đường đi cũng vì thế mà tạo thành mạnh quá. Long Tường Tứ Giã có lẽ còn mạnh gấp đôi Long Quyền Vô Hối. Lần này có át chủ bài thông qua khảo hạch đệ tử nội ngoại môn rồi. Sau khi đã luyện tập xong tất cả, Lục Hạo đang vừa về nơi ở vừa ngân nga một bản nhạc trên môi. Cậu hớn hở mở bật cửa ra vui vẻ lên tiếng, Tử Mặc, ngươi xem ta mang đồ ăn gì về nè. Lời vừa mới nói dứt, cậu chợt kinh hoàng đứng hình bất động. Cảnh tượng trước mắt cậu lúc này là Tiêu Tử Mặc đang nằm đó bất động với hàng tá vết thương. Cậu cứ thế quăng luông đồ ăn đang cầm trên tay chạy vội đến xem xét cậu ta, nhưng đáp lại cậu chỉ là những âm thanh im lặng, dường như Tiêu Tử Mặc đã không còn thở nữa. Lục Hạo đưa tay lên sờ vào ngực trái của Tiêu Tử Mặc, bàng hoàng mà thốt ra,
Tử Mặc chết rồi. Mấy người ở xung quanh dường như nghe được động tĩnh liền tiến đến lớn tiếng nói cho cậu nghe, Hạo Lộc cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi. Tử Mặc sống sờ sờ bị người của Chấp Pháp Đường đánh chết. Lục Hạo nghe đến đây liền nghiến răng tức giận gần giọng hỏi, Chấp Pháp Đường sao? Tại sao Tử Mặc phạm pháp gì sao? Cậu bạn kia e ngại ra mặt nhanh chóng lên tiếng đáp lại, không biết nhưng ta nghe Chấp Pháp Đường nói, tội danh của Tử Mặc là cướp ngưng khí đan của Ngô Năng sư huynh. Cậu nghe vậy thì thoáng chốc kinh hãi, rồi lại nhanh chóng thay đổi thái độ phá lên cười. Tử Mặc thành thật sẽ đi cướp đan dược của Ngô Năng sao? Cậu bạn kia nhìn thấy thái độ đó của cậu thì cũng kinh hãi theo định lên tiếng nói gì đó, nhưng liền bị cậu lên tiếng cắt ngang, phiền hai vị sư huynh giúp ta chiếu cố Tử Mặc chút. Cậu ta nghe cậu nói như thế thì hoảng hốt lớn tiếng thắc mắc, Hạo Lục ngươi muốn làm gì? Trên người Lục Hạo nặng nặc sắc khí, cậu từ từ bước chân rời đi vừa lên tiếng nói, không có gì, ta chỉ muốn đến Chấp Pháp Đường xem. Trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã giống như tâm trạng của cậu lúc này, Lục Hạo lúc bấy giờ cũng đã đến trước Chấp Pháp Đường. Cậu bước đến hai tên canh cửa từ từ lên tiếng nói, hai vị sư huynh xin hỏi ban nãy các huynh có từng gặp Tiêu Tử Mặc không? Hai tên đó nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng lên tiếng mỉa mai, Tiêu Tử Mặc ư, ban nãy toàn bộ Chấp Pháp Đường bọn ta đều thấy, lúc giết phế vật đó hắn bị dọa tới mức run bần bật, tướng chết lúc đó của hắn rất thú vị. Cậu nghe hai tên đó nói vậy thì liền không kiềm được mình nhanh chóng phóng đến tấn công, hai tên đó cứ thế bay thẳng một mạch vào bên trong. Mấy tên bên trong Chấp Pháp Đường nghe tiếng động lớn cũng nhanh chóng mở bật cửa ra xem xét, tên đó liền giật hoảng hồn nhìn vào hai tên canh gác lúc này đã gần như dính vào bức tường đi bán muối, rồi lại nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước nơi cậu đang từ từ đi đến, hắn ta liền há hốc lớn tiếng nói, là Hạo Lộc sao, ngươi dám gây chuyện ở đây, không biết đây là Chấp Pháp Đường sao? Lục Hạo từ từ đi đến nhanh chóng lên tiếng đáp lại lời của hắn ta, ta đương nhiên biết đây là Chấp Pháp Đường, nhưng ta chính là muốn toàn bộ Chấp Pháp Đường các ngươi trả giá. Ở sâu sâu bên trong Chấp Pháp Đường, tên Ngô Năng đang ngồi đó mà nhàn nhã định uống mấy hớp trà, ai ra hôm nay báo thủ được Hạo Lộc bên cạnh đúng là đã thật, tùy tiện bịa tội danh cho Tiêu Tử Mặc rồi giết chết, nhưng trà vừa mới đưa lên miệng chưa kịp đớp đã bị một cơn vũ bão quét qua làm sập cả tường. Hắn ta nhìn thấy người của mình nằm la liệt hết dưới đất thì liền giật bắn người, nhanh chóng đứng lên khỏi ghế nép vào một bên góc. Ngô Năng kinh hãi nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà nhanh chóng lên tiếng hỏi, đây là chuyện gì vậy? Câu hỏi vừa mới bay ra khỏi miệng, một cánh tay bạo lực cũng nhanh chóng phóng đến bóp lấy cổ họng của tên Ngô Năng. Lục Hạo đứng đó mà đập hắn một cú thẳng vào tường làm miệng phọt cả máu. Tên Ngô Năng bị cậu bóp lấy cổ khó khăn lên tiếng nói, Hạo Lục ngươi tới vì Tiêu Tử Mặc sao? Tha mạng, cái chết của hắn không liên quan tới ta. Lục Hạo không để lời nói của hắn vào trong tai, tay còn lại của cậu lúc này cuộn lại thành nắm gần giọng lên tiếng, không liên quan tới ngươi ư? Những lời này ngươi vẫn nên để lại để giải thích với Diêm Vương ra đi. Đòn đánh uy lực của cậu theo lời nói cũng nhanh chóng được phóng ra, tên Ngô Năng lúc bấy giờ đã dính vào tường đứng đó bất động. Lục Hạo sau khi xử đẹp tên Ngô Năng xong, nét mặt liền hiện lên vẻ buồn bã, từ từ lên tiếng nói, Tử Mặc ta đã báo thù cho ngươi rồi, an nghỉ đi. Đúng lúc lời nói của cậu vừa mới nói dứt thì một giọng cười ha hả chợt vang lên mỉa mai cậu, báo thù ư? Ngươi sẽ không tưởng rằng một Ngô Năng ngoại môn có thể chỉ huy Chấp Pháp Đường giết người đấy chứ? Người bảo Ngô Năng dẫn Chấp Pháp Đường đi giết Tiêu Tử Mặc là ta đồ ngu xuẩn? Lục Hạo nghe hắn ta nói thế thì kinh ngạc lên tiếng hỏi, là ngươi? Tên Hoàng Hồng hiện lên bộ mặt cợt nhã lên tiếng đáp lại câu hỏi của cậu, đúng thế, ai bảo ngươi dám ghi hận ta chứ? Đổi lại người bình thường ghi hận ta còn không để ý, nhưng ngươi có thể sống sót từ cấm địa chứng tỏ ngươi không hề tầm thường. Vì phòng ngừa về sau ngươi báo thù, ta cố ý bảo Ngô Năng giết Tiêu Tử Mặc để chọc giận ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại dám xông vào Chấp Pháp Đường. Lần này cuối cùng ta có lý do để giết ngươi rồi. Hắn ta nói đến đây liền với tay lấy thanh kiếm bên hông mình, rồi nhanh chóng phóng đến chỗ cậu tấn công, ta phải giết chết ngươi khi còn ở trong nôi. Lục Hạo cứ thế dính phải nhát kiếm đó từ hắn, đòn đánh của hắn mạnh đến nỗi chưa gì hết đã dồn cậu đến chân tường. Tên đó cười há há phấn khích lên tiếng hỏi, cảm giác thế nào? Ngươi chẳng qua là ngưng khí cảnh mà thôi lại dám gây chuyện ở Chấp Pháp Đường, đúng là tự tìm đường chết. Lục Hạo lúc này đau đến nỗi không thể nào vùng ra khỏi thanh kiếm kia của tên Hoàng Hồng, chợt tầm mắt của cậu cứ thế tối sầm lại, toi rồi, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ rồi. Chợt trong lúc mê mang có tiếng gọi của ai đó đang gọi cậu, ký ức của cậu lúc này chợt nhớ về đêm trước khi ra ngoài lịch luyện, Hạo Lục kiên trì chút bây giờ không thể ngủ, Tử Mặc vẫn chưa ngủ à? Lần này ngươi không ra ngoài lịch luyện tại sao còn cố gắng như vậy? Hết cách rồi, cho dù mệt ta cũng phải kiên trì tiếp. Nhà ta rất nghèo, ta còn có gia gia muội muội ở nhà chờ ta trở về, để về sau có thể trở nên nổi bật giúp người nhà có cuộc sống tốt đẹp, dù ta có mệt cũng phải kiên trì tiếp. Trước kia ngươi dạy ta không được yếu đuối nữa, giờ đến lượt ta giúp ngươi rồi, cho dù thế nào cũng phải kiên trì nhé. Đúng vậy, ban đầu là Tử Mặc cùng mình học cả đêm, như vậy mới khiến mình lợi dụng kiến thức đã học để sống sót ở cấm địa giao quang, nhưng Tử Mặc dạy mình không chỉ có những kiến thức đó. Nghĩ đến đây cậu liền vụt dậy tinh thần, đưa tay lên nắm thanh kiếm đang ghim chặt trên ngực của mình. Tên Hoàng Hồng thấy vậy cũng liền ngơ ngác chưa hiểu gì. Lục Hạo lúc bấy giờ đã hừng hừng khí thế tiếp tục suy nghĩ, cậu ấy còn dạy mình cho dù thế nào cũng phải kiên trì tới cùng. Hoàng Hồng nhìn vào khí thế của cậu đang tỏa ra nồng nặc thì không khỏi kinh ngạc nghĩ bụng, một ngưng khí cảnh như hắn sao có thể đỡ được một kiếm này của mình. Lục Hạo một tay giữ chặt thanh kiếm, một tay còn lại bắt đầu thi triển công pháp, chậm chậm lên tiếng nói, ngươi ở Chấp Pháp Đường vậy mà lại dùng pháp để giết người, hôm nay ta muốn chết cũng muốn đưa ngươi đi chết cùng. Vừa nói cậu vừa vung thẳng nắm đấm của mình về hướng của Hoàng Hồng. Tên đó lúc này đã đứng yên bất động nhìn vào khung cảnh trước mắt mà không dám chớp mắt lấy một cái,
rồi tên Hoàng Hồng cứ thế dính phải đòn đánh đó từ cậu. Hắn ta bị đánh cho bật ngược về sau, va thẳng vào bức tường một cách mạnh mẽ. Vừa bay đi mà hắn không cam tâm suy nghĩ, sao hắn có thể đỡ được một kích của chân khí cảnh như mình mà không chết. Hơn nữa sức mạnh còn tăng lên, Lục Hạo không chờ tên Hoàng Hồng rớt xuống chạm đất liền nhanh chóng phóng nhanh đến, gương mặt đầy sát khí từ từ lên tiếng nói. Vẫn chưa xong đâu, cậu liền nhanh chóng với tay bóp lấy cổ của hắn một lần nữa. Lục Hạo nắm chắc lấy cổ hắn đập mạnh xuống đất tận mấy cái, tức giận lớn tiếng quát. Ta muốn ngươi bồi mạng với Tử Mặc. Lục Hạo tức giận đánh đấm hắn kiểu gì liền đập bể bức tường gần đó tông thẳng ra bên ngoài. Tên Hoàng Hồng lúc bấy giờ mồm ọc ọc máu, chỉ có thể mặc cho cậu làm gì thì làm, khó khăn suy nghĩ, đây là sức mạnh gì? Sao ngưng khí cảnh có thể đánh đến nỗi khiến mình không thể chống trả được, cứ tiếp tục đánh thế này mình sẽ chết mất. Lúc nắm đấm kết liễu của cậu được đánh xuống gần chạm đến bản mặt của tên kia, chợt có một thế lực nào đó cùng với một giọng nói xa lạ lớn tiếng quát lên. Ai gây chuyện ở trong Huyền Kiếm Tông? Lục Hạo cứ như tượng tạc kinh ngạc nhìn vào cơ thể của mình không thể nào nhúc nhích được. Một lão già từ từ tiến đến chỗ cậu gần giọng lên bảo. Tự dưng gây sự còn muốn giết người tại đây sao? Có coi tông quy Huyền Kiếm Tông ra gì không? Người ở trước mặt cậu lúc này chính là Hoàng U trưởng lão của Huyền Kiếm Tông, kiêm luôn cả chức thúc thúc của Hoàng Hồng. Tên Hoàng Hồng nhìn thấy thúc thúc của mình thì liền lồng cồm ngồi dậy ủy khuất ra mặt. Tốt quá rồi, trưởng lão thúc thúc đến rồi, lần này được cứu rồi. Lục Hạo lúc này vẫn còn ngồi đó bất động nhìn vào lão già đó khó khăn suy nghĩ. Người đó dùng lĩnh vực cương khí để mình không động đậy được sao? Cương khí là năng lực đạt đến trên chân khí cảnh mới có thể thi triển được, là linh khí trong cơ thể võ giả. Nén và thả ra một chiêu thức dùng để tăng sức mạnh của cơ thể hoặc vũ khí, mà lĩnh vực cương khí là kỹ năng trên thánh võ cảnh mới có thể thi triển được. Là võ giả sẽ giải phóng một lượng lớn cương khí để tạo thành một trường năng lượng vô hình, có thể dùng để chấn áp những đối thủ có tu vi thấp. Vì vậy người này là cường giả thánh võ cảnh ư? Ông ta lúc này đứng đó nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, gần giọng lên tiếng nói tiếp. Tân sinh Hạo Lộc, ta nghe nói ngươi gây sự ở chấp pháp đường nên đặc biệt tới. Phải biết rằng giết người trong tông theo tông quy cần phải xử tử hình đó, ngươi biết tội chưa? Mấy tên đứng buôn dưa bên ngoài nghe ông ta nói vậy thì liền nhanh chóng xì xào bàn tán. Tân sinh đó giết người của chấp pháp đường sao? Kiêu ngạo như thế, tội ác tày trời. Tên Hoàng Hồng ỷ có người dựa lưng liền vênh mặt ra cười há há lên tiếng. Hạo Lộc, bây giờ ngươi biết sợ chưa? Dám gây sự với chấp pháp đường, bây giờ không cần ta động thủ thì ngươi cũng phải chết. Lục Hạo từ từ đứng dậy trong khó khăn, tự nhiên cười cợt lên tiếng đáp lại. Sợ ư? Ta dám tới chấp pháp đường vốn không nghĩ tới chuyện sống rời đi. Các vị hãy phân xử cho ta. Hoàng Hồng dung túng thủ hạ giết oan bạn cùng phòng của ta Tiêu Tử Mặc, nếu ta giết người phải chết thì vậy Hoàng Hồng có phải cũng là tội chết hay không? Tên Hoàng Hồng không nghĩ rằng cậu sẽ nói trắng ra như vậy, lúc này mặt đã đổi sắc định lên tiếng bào chữa. Nhưng Lục Hạo nào có ý định để hắn lên tiếng, liền nhanh chóng lên tiếng khẳng định. Nếu như các vị không tin, bạn cùng phòng của ta chết thảm ở chỗ ở. Hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn có thể làm chứng. Tên Hoàng Hồng lúc bấy giờ không tránh khỏi run rẩy nhìn về phía thúc thúc của mình cầu xin bằng ánh mắt. Lão Hoàng U lúc này cũng liếc nhìn về hướng của hắn, âm u lên tiếng nói nhỏ. Về sau hành sự gọn gàng lưu loát chút, đừng để lại tai họa ngầm, nếu không đống con mắt nhìn chằm chằm như này ta thiên vị ngươi kiểu gì. Mấy tên đứng xem nghe cậu nói vậy thì liền nhanh nhảu lên tiếng tám chuyện. Thật hay giả vậy, Hoàng Hồng cũng tự ý giết người sao? Vậy theo tông quy Hoàng Hồng đó cũng chịu tử hình mới được. Lão già Hoàng U nghe đám người kia nói vậy lúc này lặng thinh thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này miệng lưỡi chân chu vậy mà muốn kéo cháu ta chết cùng. Nghĩ đến đây ông ta liền vỗ vai cháu trai của mình từ từ lên tiếng nói. Nếu chuyện này hai bên đều có lỗi, theo tông quy thì hai người các ngươi sẽ có một người phải chết. Phù hợp với nguyên tắc trân trọng tài năng không bằng, bắt đầu cuộc chiến sinh tử giữa hai người đi. Trong cuộc chiến sinh tử, một trong hai người còn có một người có thể sống sót thì ân oán và hình phạt trước đó đều được xóa bỏ thế nào? Lục Hạo nghe ông ta nói vậy thì ngay lập tức đồng ý, được có thể quang minh chính đại giết Hoàng Hồng trước mặt mọi người. Ta cầu còn không được. Ông ta nghe cậu nói vậy thì liền quay sang nhìn đám người đứng xem nãy giờ lên tiếng nói. Được vậy, giải tán đi, ba ngày sau gặp ở lôi đài đấu sinh tử. Tên Hoàng Hồng lúc này hiện lên bộ mặt khiếp sợ, quay sang nhìn ông ta lắp bắp lên tiếng nài nỉ. Thúc thúc đừng, mà hình như cháu đánh không lại hắn. Không để cho hắn nói hết câu, ông ta liền nhanh chóng giữ chặt đầu tên đó lại, thỏ thẻ lên tiếng trấn an. Im mồm, nếu không như vậy thì cháu và Hạo Lộc đều phải chết. Đến lúc đó thúc sẽ giúp cháu giết hắn, sợ cái gì? Hoàng Hồng nghe thúc thúc của mình nói lời chắc chắn như vậy thì đã trấn tĩnh lại lên tiếng hỏi. Là như vậy sao? Hắn ta lúc này hiện lên bộ mặt gian manh, liếc nhìn về hướng của cậu cười gian xảo lên tiếng. Vậy đa tạ thúc thúc. Sau đó tin tức tân sinh ngoại môn Hạo Lộc và đệ tử nội môn Hoàng Hồng sắp có trận đấu sinh tử đã truyền ra toàn bộ tông môn. Mọi người đều cảm thấy tân sinh Hạo Lộc sẽ chết chắc. Đều nghe nói rồi phải không, ba ngày sau. Biết rồi, dám đấu với trưởng lão Hoàng U tân sinh đó chết chắc. Mặc kệ đám người kia đang bàn tán về mình như thế nào, Lục Hạo lúc này chỉ chuyên tâm vào việc chôn cất của Tiêu Tử Mặc. Trước đó hình như dựa vào cực độ phẫn nộ khiến huyết mạch thần long trong cơ thể bạo phát, mới suýt dùng tu vi ngưng khí giết chết Hoàng Hồng chân khí, nhưng hiện giờ Hoàng U dám để Hoàng Hồng tham gia trận đấu sinh tử, có lẽ nắm chắc phần thắng, tùy tiện đến chắc chắn sẽ chết. Nhưng nghĩ đến đây cậu liền biến mất, rút vào trong chiếc gương của mình. Cậu đã vào bên trong thánh gương, nhìn vào núi đá trước mắt, tự tin suy nghĩ trong lòng. Nếu trong 3 ngày mình đột phá chân khí cảnh, có phải sẽ phá vỡ được giấc mộng của họ đúng không? Chưa gì hết, đã trôi qua 3 ngày, Lục Hạo cũng đã đột phá sức mạnh của mình. Không tệ, lợi dụng địa huyền thạch thành công đột phá đến chân khí cảnh trọng một rồi. Lục Hạo lúc này đã thoát khỏi chiếc gương. Cậu nhìn vào cái bia mộ của Tiêu Tử Mặc, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
Mình của hiện giờ cho dù cao thủ chân khí cảnh trọng năm đứng trước mặt mình cũng có thể đấu một trận. Tử Mặc, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trôi qua một lúc lâu, Lục Hạo lúc này đã tiến đến đứng đối diện với Hoàng Hồng trên lôi đài. Mấy khán giả bên trên nhìn thấy sự xuất hiện của cậu thì liền hô lên vang dội. Qua tới rồi, tân sinh đó thật sự tới rồi. Đúng là không sợ chết. Lão Hoàng U thấy sự xuất hiện của cậu thì cũng nham hiểm ra mặt, từ từ lên tiếng. Nếu Hạo Lộc đã tới vậy thì trận đấu sinh tử chính thức bắt đầu. Tên Hoàng Hồng lúc này đứng đó liền kinh kiệu nhanh chóng lên tiếng nói trước. Tiểu tử, mấy ngày trước ngươi có thể dựa vào ngưng khí cảnh miễn cưỡng thắng được ta, chỉ có thể nói là sai lầm của ta. Nhưng hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể thắng được. Mấy tên đứng xem nhìn thấy sức mạnh kia của tên Hoàng Hồng thì liền kinh ngạc há hốc. Cái gì vậy, Hoàng Hồng đó không phải là chân khí cảnh trọng một sao? Sao mấy ngày không gặp đã biến thành trọng ba rồi? Lão Hoàng U cũng nhìn vào tên Hoàng Hồng hãnh diện ra mặt suy nghĩ trong bụng. Không có chút thủ đoạn sao dám tới đấu sinh tử chứ? Hoàng Hồng ăn đan dược tăng cường công lực đó. Nếu nói chân khí trọng một còn có thể bị ngưng khí đánh bại, vậy đến trọng ba thì không có khả năng. Bên trên lôi đài, tên Hoàng Hồng lúc này cũng đã bắt đầu tấn công cậu. Hạo Lộc, xuống dưới bồi táng cho huynh đệ tốt của ngươi đi. Mấy tên xem trận đấu bên trên nhìn thấy cảnh tượng đó không đợi được diễn biến tiếp theo mà nhanh nhảu lên tiếng. Được rồi, hoàn toàn không cần xem nữa, tiếp theo chắc chắn sẽ rất tàn bạo. Nhưng cảnh tiếp theo đây lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mấy người bọn họ. Hoàng Hồng cứ thế dính phải một đánh từ cậu mà bật ngược trở ra, đám người kia thấy vậy thì liền há hốc. Lão Hoàng U nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hoang mang cực độ, đây là tình huống gì vậy, Hạo Lộc vậy mà đánh được Hoàng Hồng? Đó là chân khí trọng ba đó. Tên Hoàng Hồng bị cậu đánh cho bật ra xa lúc này đã lùng cồm ngồi dậy cau có suy nghĩ. Hồn chứng chắc chắn là mình lại sơ ý rồi, chỉ là ngưng khí cảnh sao có thể đánh được mình. Hắn ta cứ thế đứng bật dậy, nhanh chóng đưa tay rút ra thanh kiếm bên hông mình. May mà ta còn có bảo kiếm phẩm chất tạo cực mà thúc thúc cho. Mấy tên bên trên lại một lần nữa bị hắn ta làm cho kinh ngạc há hốc, lớn tiếng nói. Hoàng Hồng có bảo kiếm phẩm chất tạo cực, lần này cho dù là chân khí trọng 4 thì Hoàng Hồng cũng đấu lại được. Ta không tin Hạo Lộc đó còn có thể thắng. Lão Hoàng U nhìn vào diễn biến bên dưới lại lần nữa hãnh diện về mưu lược của mình. May mà mình còn giữ lại một tay. Phẩm chất của vũ khí chia thành 6 loại phẩm cấp, là phàm phẩm tạo cực, kinh thế chí tôn, vô song thánh khí. Vũ khí phẩm chất càng cao uy lực càng lớn, có một số thánh khí tùy tiện đánh một kích là có thể hủy diệt cả một tòa thành trì. Mà vũ khí tạo cực có thể tăng đều thực lực trọng một cho người sử dụng, có nghĩa là Hoàng Hồng bây giờ đối kháng với chân khí cảnh trọng 4. Tên Hoàng Hồng dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm kia mà khoái chí gào lên, chết đi cho lão tử. Cương chính phụ kiếm là sát chiêu mạnh nhất của ta đó. Cho dù Hạo Lộc lấy mạng ra cũng không đỡ được, nhưng đối diện với thanh kiếm đang lao đến của hắn chính là một nắm đấm đang lao vụt đến. Đấm thẳng vào thanh kiếm làm cho nó bể nát, Lục Hạo cứ theo đà đó đấm thẳng nắm đấm vào người của Hoàng Hồng. Hắn ta cứ thế lao một mạch đến ngoài bìa của lôi đài, lão Hoàng U nhìn thấy vậy liền kinh hãi nghĩ bụng. Cái gì, dị bảo kiếm tạo cực của mình vậy mà bị Hạo Lộc đánh vỡ? Tiếp theo sau sự kinh hãi của Hoàng U chính là những tiếng la trời của đám khán giả. Không thể nào, Hoàng Hồng tương đương với chân khí trọng 4 cũng bị Hạo Lộc đánh bại. Hơn nữa có thể dùng một quyền đánh vỡ bảo kiếm tạo cực, đây là sức mạnh gì vậy? Lão Hoàng U lúc này đã trấn tĩnh lại mà gống lớn lên chỉ thẳng tay vào mặt cậu. Không thể nào, ngươi nhất định là lén ăn đan dược tăng cường công lực gì đó, nếu không một ngưng khí cảnh sao có thể mạnh như vậy? Lục Hạo nghe ông ta nói lời như vậy thì liền cười lên đầy vẻ châm biếm, từ từ lên tiếng nói. Ai nói lão tử là ngưng khí cảnh, lão tử là chân khí cảnh. Những người xung quanh nghe thấy vậy thì ai nấy cũng kinh ngạc há hốc ra, cái gì cơ, Hạo Lộc là chân khí cảnh rồi? Không phải 3 ngày trước còn là ngưng khí cảnh sao? Lục Hạo sau khi nói xong những lời ấy ra liền bắt đầu suy nghĩ. Phòng ngự của Kim Long Cửu Truyền Quyết có thể tăng cường cơ thể của mình theo tu vi, bây giờ đột phá đến chân khí cảnh, độ mạnh của cơ thể mình đương nhiên cũng tăng cường thêm một bậc. Bây giờ công kích thấp hơn chân khí cảnh trọng 5, cậu cứ vậy lao thẳng một mạch đến chỗ của tên Hoàng Hồng vẫn còn đang hoang mang chưa kịp đứng dậy ấy bắt đầu tấn công lần nữa. Cậu cứ thế đánh liên tiếp vào người của hắn ta một cách đầy phẫn nộ. Tên Hoàng Hồng bị mấy đòn đánh đau điếng đó của cậu đánh cho không nhúc nhích được, chỉ biết nằm đó cầu xin cứu mạng. Đánh nữa ta sẽ chết mất, thúc thúc cứu cháu. Lão già Hoàng U nhìn thấy cháu trai của mình bị đánh cho gần hấp hối liền gấp gáp lớn tiếng nói, Hạo Lộc đủ rồi, trận đấu sinh tử coi như ngươi thắng. Nếu ngươi không hạ sát thủ thì ta sẽ tặng ngươi 100 viên ngưng khí đan cộng với 10 vạn xu vàng. Mấy tên xem trận nghe ông ta nói vậy thì lại lần nữa lên tiếng bàn chuyện, chỗ đồ này đủ để Hạo Lộc làm việc mười mấy năm đấy. Xem ra Hoàng Hồng không cần chết rồi, Lục Hạo sau khi nghe những lời dụ dỗ của ông ta cũng không có lấy một sự thích thú. Cậu đứng đó nhìn về hướng của ông ta từ từ lên tiếng nói, lão cẩu cho dù ông cho ta thiên hạ này ta cũng không cần. Ta muốn hắn đền mạng cho huynh đệ của ta. Nói dứt lời, Lục Hạo cứ thế giáng thẳng cho tên trước mặt một đòn chí mạng. Máu cũng từ đó lan ra khắp nơi, trong đám khói bụi mù mịt Lục Hạo từ từ đứng dậy trước cái thê thì nằm bất động. Tay cậu lúc này vẫn còn siết chặt một phần máu vẫn còn đọng trên mu bàn tay. Một mạng trả một mạng, bây giờ ân oán của ta và Hoàng Hồng đã thanh toán xong. Toàn thể ngồi trên khán đài nhìn vào khung cảnh kinh hoàng trước mắt mà lớn tiếng kinh ngạc. Cái gì, Hạo Lộc vậy mà có thể chống lại được dụ hoặc mà giết chết Hoàng Hồng ư? Người này đúng là hán tử. Lão Hoàng U nhìn vào cái thi thể của thằng cháu mình đang nằm đó thì liền điên tiết lên, hỗn chứng, ta là trưởng lão thánh võ cảnh đỉnh phong đó, ngươi dám giết cháu của ta sao? Có tin ta giết ngươi không? Lục Hạo nhìn vào dáng vẻ đó của ông ta chậm chậm lên tiếng nói, đấu sinh tử là do ông định, bây giờ ta thắng rồi ông lại nuốt lời. Trưởng lão Huyền Kiếm Tông đều thích trở mặt vậy sao? Có giỏi thì tới giết ta đi.
Như vậy ai cũng biết ông là đồ vô sỉ. Ta muốn xem ông nỡ bỏ mặt mũi này không? Ông ta nghe cậu nói vậy thì liền á khẩu nín bặc lại. Đáng ghét, bây giờ người toàn tông đều biết Hạo Lộc giết Hoàng Hồng là hợp quy, nếu mình động thủ với hắn sẽ bị chỉ trích. Lục Hạo nhìn ông ta đứng bất động đó không nói gì thì liền quay lưng rời đi, xem ra chó hành cũng chỉ biết sủa thôi. Cáo từ, mấy khán giả xem trận nhìn thấy sự ngầu lòi đó của cậu thì liền reo hò lên. Lịch sử chưa từng có ngoại môn thắng nội môn Hạo Lộc được đấy. Ngươi là đệ tử ngoại môn mạnh nhất, ở một góc trên khán đài một trong những người đến xem cậu thi đấu. Tên đó đang dõi theo hình dáng của cậu mà lên tiếng thắc mắc, công pháp mà Hạo Lộc vừa sử dụng ở trận đấu sinh tử tại sao giống Kim Long Cửu Truyền Quyết của tộc mình vậy nhỉ? Giống thật, nhưng công pháp của hắn có vẻ rất mạnh mà Kim Long Truyền Quyết là phế quyết mà trong tộc công nhận. Người đó có lẽ đã học lén công pháp khác của tộc chúng ta. Hôm khác huynh tìm cơ hội ép hỏi công pháp của hắn, sau đó chuyện đệ tử ngoại môn Hạo Lộc thắng đệ tử nội môn đã truyền khắp Huyền Kiếm Tông. Ở khắp nơi tại Huyền Kiếm Tông ai ai cũng đang bàn tán về chuyện của cậu, các ngươi xem trận đấu sinh tử của Hạo Lộc và Hoàng Hồng chưa? Hạo Lộc đúng là vừa xoái vừa mạnh. Đúng vậy, hắn là vì giải oan cho bạn cùng phòng là người trọng tình trọng nghĩa. Mà Lục Hạo lúc này đang ở trước mộ của Tiêu Tử Mặc cùng nhau uống rượu, lại một tháng nữa đã trôi qua. Lục Hạo đang tập luyện một cách hăng say trước nơi ở của mình. Hiện giờ cách khảo hạch đệ tử nội ngoại môn còn 3 ngày, khổ luyện một tháng trong gương bây giờ mình đã là chân khí cảnh trọng 3. Nắm chắc 9 trên 10 phần thông qua khảo hạch rồi, chẳng qua đến chân khí cảnh là có thể sử dụng cương khí rồi. Từ trận thực chiến đấu với Hoàng Hồng lần trước, cương khí quả thật tăng uy lực tấn công của võ giả cực mạnh. Đáng tiếc bây giờ chỉ có ngoại môn, chỉ có mình đạt đến chân khí cảnh, không có ai có thể dạy mình cách sử dụng cương khí, xem ra phải nắm bắt thời gian tiến vào nội môn học tập. Còn chưa suy nghĩ xong, chợt tên cùng họ với cậu Lục Võ từ đâu xuất hiện lên giọng mẹ hỏi về chuyện của cậu. Này tên kia, một tháng này ngươi trốn ở đâu đấy, hôm nay mới thấy ra ngoài. Cậu nhìn vào hắn ta mà thắc mắc suy nghĩ, sao Lục Võ này lại tới? Vì vẫn còn che giấu thân phận, Lục Hạo liền nhanh chóng lên tiếng hỏi, ngươi là ai, tìm ta làm gì? Tên Lục Võ không biết điều kia đưa tay lên chỉ thẳng vào cậu lên tiếng nói như ra lệnh, lần trước ta đã nhìn thấu công pháp mà ngươi dùng trong trận đấu sinh tử với Hoàng Hồng rồi. Ngươi học lén công pháp của Lục gia ta đúng không? Ta khuyên ngươi mau giao công pháp ra đây, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Lục Hạo mặc kệ tên đó, nhanh chóng quay người rời đi lên tiếng đáp lại, xin lỗi ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói dứt lời cậu liền suy nghĩ, may mà ra khỏi chủ tộc nhiều năm nên Lục Võ này không biết mình là ai. Tên đó nhìn bóng lưng cậu rời đi bắt đầu sử dụng cương khí lên tiếng nói tiếp, còn giả vờ vậy thì đừng trách sư huynh không khách khí. Cậu nhìn cương khí tên Lục Võ đang sử dụng thì liền kinh ngạc, tên đó cũng nhanh chóng lao đến tấn công vào cậu. Thấy cương khí liền sợ rồi sao, sở trường của lão tử là cương khí đó. Ngươi không giao công pháp ra đây lão tử sẽ nghiền nát ngươi. Lục Hạo chỉ nhẹ nhàng né đi đòn đó, nhìn vào cánh tay đó của hắn xem xét rồi lên tiếng nói, khí ra từ kinh mạch phát ra từ đan điền, hóa ra cương khí dùng như vậy sao, thụ giáo rồi. Tên kia nghe cậu nói vậy cứ như chính mình bị cậu sỉ nhục liền ngoảnh đầu lại cáu kỉnh ra mặt lên tiếng nói, to gan, ngươi đang có ý đồ học cương khí qua công thế của ta sao, hôm nay để ngươi học đủ. Tên đó cứ thế sử dụng tuyệt chiêu của mình phóng đến tấn công cậu lần nữa. Lục Hạo đứng trước đòn đánh đó như được giác ngộ, nhanh chóng lên tiếng nói, xem mấy lần hình như học được rồi, ta cũng tới thử. Tay của cậu cứ thế cuộn lại thành đấm, cương khí cũng từ đó mà xuất hiện. Cú đấm của cậu cứ theo đà đó đánh thẳng về hướng của tên Lục Võ. Hắn ta mặt lúc này đối diện với cú đấm kia liền ngơ ra, rồi cứ thế gần như méo mó khi cú đấm gần chạm tới. Ở một nơi nào gần đó, cổ thần đang gắng sức chạy nhanh đi mà lên tiếng hỏi, ngươi nói Lục Võ nội môn tới tìm Hạo Lộc sao? Đúng vậy, ta tận mắt thấy Lục Võ động thủ với Hạo Lộc. Lời vừa mới nói dứt, một làn sóng xung kích nhanh chóng xuất hiện ở ngay nơi ở của cậu. Cậu bạn kia liền kinh hãi quay qua cổ thần lên tiếng nói tiếp, huynh xem họ vẫn đang đánh. Cổ thần không nói gì đứng đó nhìn về hướng chỗ ở của cậu, nóng hết cả ruột nghĩ bụng, chết tiệt, mình ở nội môn lâu như vậy cũng không biết đệ tử nội môn mạnh thế này. Đệ tử nội môn không chỉ có tài năng tốt hơn ngoại môn mà còn có tài nguyên tu luyện phong phú, còn có danh sư chỉ dạy, một khi đánh nhau thì ngoại môn thua chắc. Hơn nữa Lục Võ đó là cao thủ cương khí chân khí trọng 5, là người mà chân khí trọng 2 như mình cũng không dám chọc, mà Hạo Lộc chỉ là ngoại môn. Nghĩ đến đây cậu liền tức tốc chạy vụt đi, chỉ cầu mong Hạo Lộc không sao. Cổ thần chạy tới nơi ở của cậu e ngại lớn tiếng cảnh cáo, Lục Võ, ta cảnh cáo huynh đừng có đả thương Hạo Lộc. Nhưng trước mắt của cậu lúc này là hình ảnh Lục Võ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, trên tay của Lục Hạo lúc này chính là một nắm đấm. Hai người bên ngoài nhìn vào tên Lục Võ mình đầy dấu đấm liền há hốc trợn mắt, cái gì vậy, có chuyện gì vậy? Lục Hạo lúc này quay qua nhìn cổ thần mà lên tiếng chào hỏi, cổ thần đã lâu không gặp. Cổ thần từ từ tiến đến chỗ cậu lắp bắp cả chữ lên tiếng thắc mắc, Hạo Lộc, Lục Võ là cao thủ cương khí chân khí trọng năm đó, huynh đánh gục hắn rồi ư? Cậu nghe cậu ta hỏi vậy thì cũng nhanh chóng đáp lại, hắn quả thực là cao thủ, ta mới thấy một chiêu của hắn đã học được cương khí rồi. Cổ thần cùng với cậu bạn kia nhìn thấy cảnh tượng ban nãy đã kinh hãi lắm rồi, bây giờ lại nghe câu nói rừng rưng kia của cậu thì lại càng kinh hãi hét lớn lên, huynh mới học cương khí ư? Vừa học đã có thể đánh Lục Võ cao thủ cương khí ra thành thế này ư? Nhưng không thể nào, ta nghe nói huynh chỉ là chân khí trọng 1, trọng 1 có thể đánh thắng trọng 5 cùng quá khủng bố rồi. Cổ thần vừa mới nói dứt lời, trước mặt của cậu chính là nguồn năng lực của một người có chân khí cảnh trọng 3. Lục Hạo lại bồi thêm vào một câu nói, trọng 1 chỉ là thực lực của ta một tháng trước. Cậu ta nghe cậu nói vậy thì càng thêm sốc, há hốc mồm lên tiếng nói tiếp, hả? Nói như vậy một tháng huynh tăng lên 2 trọng, thiên phú này còn khủng khiếp hơn cả đánh thắng trọng 5.
Nói đến đây, cổ thần liền bất lực xúc ngang khóc tu tu, ta tu luyện ở nội môn lâu như vậy mới miễn cưỡng đột phá chân khí trọng hai, kết quả huynh còn cao hơn ta. Cậu ta lại nhanh chóng chuyển thành trạng thái nghi ngờ lên tiếng hỏi cậu, này huynh chỉ ở ngoại môn sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Lục Hạo nghe cậu ta hỏi vậy thì liền đưa ra đại một lý do, nhanh chóng lên tiếng đáp, từ nhỏ người khác đã nói ta thiên tư thông minh vì vậy. Cổ thần nhìn thấy cái biểu cảm giả bộ đó của cậu thì thầm nghĩ trong lòng, luôn cảm thấy tiểu tử này đang giấu gì đó. Nghĩ đến đây, cổ thần cùng với cậu bạn kia liền tiến đến đỡ lấy Lục Võ Lôi đi. Chẳng qua xem ra lần này huynh có thể thông qua khảo hạch đệ tử nội ngoại môn rồi. Nhớ lời trước đó ta nói cho huynh, đến lúc tiến vào nội môn đừng chọn Thái Vận Phong, chọn thì cả đời này đều toi đấy. Được rồi, ta nhất định sẽ không chọn Thái Vận Phong. Cổ thần nghe câu nói chắc chắn đó từ cậu thì bất giác cười lên một cái, rồi nhanh chóng để lại một lời tạm biệt, lần sau gặp ở nội môn. Trời lúc này đã là tối muộn, tại phủ đệ của Hoàng U trưởng lão, bỗng có một giọng nói thất kinh vang lên, cái gì, tên khốn Hạo Lộc đó đã tăng lên chân khí cảnh trọng 3 rồi ư? Lão Hoàng U đang ngồi đó mà cáu kỉnh lớn tiếng nói, có thể đạt tới chân khí cảnh trọng 3 Hạo Lộc này không phải sẽ vô địch ở khảo hạch sao? Không được, một khi hắn thông qua khảo hạch tiến vào nội môn bái sư thì mình không dễ hạ thủ với hắn được. Nghĩ đến đây, ông ta lại lớn tiếng ra lệnh cho tên đang quỳ bên dưới, ngươi đi tìm một sát thủ chân khí trọng 5 của Sát Thần Điện tới, mặc kệ nguyên do, ta phải để sát thủ Sát Thần Điện giả vờ là đệ tử ngoại môn tham gia khảo hạch, phải giết chết Hạo Lộc ở trong khảo hạch. Chưa gì hết, đã trôi qua 3 ngày, vị trưởng lão quen thuộc đang dõng dạc lên tiếng thông báo, hôm nay khảo hạch đệ tử nội ngoại môn 3 năm một lần lại được tổ chức. Giống như những năm trước, khảo hạch vẫn là chiến ở lôi đài, đệ tử được chọn trước sẽ ở trên lôi đài thủ lôi đợi đệ tử khác khiêu chiến. Người khiêu chiến thành công sẽ trở thành tân lôi chủ đợi người khác khiêu chiến, đợi khảo hạch kết thúc 50 người có chiến tích xuất sắc sẽ nhận được tư cách tiến vào nội môn. Bây giờ ta tuyên bố khảo hạch đệ tử nội ngoại môn chính thức bắt đầu, mấy tên đến xem thi đấu nghe vậy thì liền hùng hậu lớn tiếng cổ vũ. Trận đấu của mấy người khác cũng nhanh chóng được diễn ra. Người đứng bên dưới cổ vũ cũng nhiều vô số kể, Lục Hạo đứng ở phía bên này nhìn sang trận đấu của người khác mà hào hứng lên tiếng. Khảo hạch náo nhiệt thật, dưới mỗi lôi đài lại có nhiều người như vậy, nhưng tại sao? Dưới lôi đài này của mình không có ai hết vậy. Nói đến đây cậu mới dường như phát hiện ra gì đó mà bắt đầu suy nghĩ, bởi vì trước đó danh tiếng vang xa đã không còn ai dám khiêu chiến mình ư, khảo hạch này nhàm chán quá đi. Nhưng chỉ vừa suy nghĩ đến đây, một giọng nói xa lạ chợt vang lên gần cậu, ta tới khiêu chiến ngươi. Mấy tên đứng xem mấy trận thi đấu gần đó nhìn thấy có người đến thách đấu cậu liền kinh ngạc lớn tiếng nói, cái gì vậy mà có tân sinh dám khiêu chiến Hạo Lộc, đệ tử nội môn cũng không đánh lại hắn, người này muốn bị đánh sao? Lục Hạo nhìn thấy sự xuất hiện của tên đó như đã vớt được cọng rơm cứu mạng liền cười hề hề lên tiếng nói, cuối cùng cũng không buồn chán nữa rồi, mau lên đây. Tên kia nghe cậu nói vậy thì liền mau chóng nhảy lên lôi đài, người quay quanh lôi đài cũng nhanh chóng tụ tập lại một nhiều. Lão Hoàng U ở trên cao xem xét mấy trận đấu nhìn về hướng của cậu mà cười hả hê trong lòng, Hạo Lộc tưởng người tới rất yếu sao, đó là sát thủ chuyên nghiệp mà ta mời từ Sát Thần Điện tới đó. Sát thủ này là chân khí cảnh trọng 5, đối phó với Hạo Lộc chân khí cảnh trọng 3 là còn thừa luôn. Lục Hạo ở phía bên này bắt đầu khởi động chậm chậm lên tiếng nói, bạn học tí nữa ta nhờ ngươi, chúng ta đánh từ từ. Tên đó nghe cậu nói vậy thì liền rút kiếm ra lên tiếng đáp lại, được, nhưng nếu ta muốn nhanh chóng giết chết ngươi thì sao? Tên đó cứ thế lao nhanh đến dùng thanh kiếm đó đâm thẳng về hướng của cậu. Lục Hạo kinh ngạc nhìn về thanh kiếm đó thầm nghĩ là cương khí phụ kiếm, người này là chân khí cảnh. Mấy người bên dưới cũng đã nhìn ra tu vi của tên đó liền kinh hãi lớn tiếng nói, cái gì có cương khí, đệ tử ngoại môn đó cũng là chân khí cảnh sao? Lục Hạo lúc này cũng đã hơi e ngại nhanh chóng lên tiếng nói, cương khí phụ kiếm cần kỹ xảo khống chế cực cao, trước mắt ta còn chưa tham ngộ. Hóa ra trong đám đệ tử ngoại môn còn có nhân vật như ngươi ư? Tên đó nghe cậu nói vậy thì liền cười lên đầy vẻ chế giễu, cương khí phụ kiếm mà thôi, rất mới lạ sao, nếu ngươi muốn học thì. Nói đến đây hắn ta cứ thế phóng đi như một tia chớp, hắn ta đang lao như bay đến tấn công cậu lớn tiếng nói, có thể lấy mạng ra làm học phí. Lục Hạo cũng nhanh chóng né đi mấy đòn tấn công từ tên đó. Tên đó chém liên tiếp về hướng của cậu, đắc chí lên tiếng nói, ngu ngốc, đối diện với cương khí phụ kiếm mà lại dám cận chiến với ta, tìm chết. Lời vừa mới nói dứt, thanh kiếm kia cứ thế lao thẳng vào lồng ngực của cậu trong sự kinh ngạc. Mấy tên bên dưới nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thì kinh hãi ra mặt hét lên, cái gì, người đó vậy mà giết Hạo Lộc rồi. Lão Hoàng U nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cười lên đầy hả hê, làm tốt lắm, chính là như vậy. Tên kia lúc này đã buông thanh kiếm kia ra đi đến bìa lôi đài, bắt đầu cười lên đầy vẻ châm chọc, đây chính là đệ tử đứng đầu ngoại môn sao, còn không phải mấy chiêu đã thành vong hồn dưới kiếm của ta ư? Nhưng Lục Hạo lại nhanh chóng lên tiếng thắc mắc, xin lỗi, ai nói ta chết đấy, ngươi nói vậy là có ý gì? Tên đó nghe cậu còn có thể lên tiếng được liền ngơ ra mặt quay lại xem xét, rồi lại lớn tiếng hỏi cậu, ngươi chưa chết ư? Ngươi bị ta đâm xuyên tim mà sao có thể chưa chết? Mấy tên bên dưới lúc này cũng đã thấy có gì đó sai sai trên người cậu liền lên tiếng thắc mắc với nhau, đợi đã, tại sao Hạo Lộc trúng kiếm sâu như vậy đằng sau lại không có lưỡi kiếm xuyên ra? Lời thắc mắc kia vừa mới nói ra, Lục Hạo đã từ từ rút thanh kiếm đó ra khỏi lồng ngực của mình. Đa tạ đã chỉ giáo, chiêu cương khí phụ kiếm này của ngươi không tệ, ta đã học được trong quá trình chiến đấu vừa nãy rồi. Thanh kiếm đó lúc này đã được cậu rút hẳn ra ngoài, trên thanh kiếm đó cũng bắt đầu xuất hiện cương khí. Toàn thể người ở đó lúc này nhìn thấy cương khí trên thanh kiếm cậu đang cầm liền há hốc đồng thanh thắc mắc, cái gì, tim bị trọng thương không sao còn có thể học được cương khí phụ kiếm ư? Lục Hạo nhìn vào mấy biểu cảm hề hước của bọn họ liền suy nghĩ trong lòng,
Ban nãy mình vì học cương khí phụ kiếm mà mới cố ý cận chiến với hắn, mà có vẻ một kiếm đó đã đâm vào tim nhưng thực ra chỉ là đâm vào không gian thánh gương trong ngực mình. Cậu từ từ tiến đến gần chỗ của tên đó, chậm chậm lên tiếng nói, nhưng nói câu nào là làm người ta sợ câu đó. Chẳng qua rõ ràng chỉ là khảo hạch nhưng ngươi lại hạ sát thủ với ta, vậy ta cũng không khách khí đâu. Nói dứt lời, cậu cứ thế phóng nhanh đến chỗ của tên đó, đúng chuẩn điếc không sợ súng. Tên nghiêu ngốc đó nghênh mặt ra cau có lớn tiếng nói, cuồng vọng, ngươi tưởng như vậy có thể thắng ta sao, xem ta. Lời của hắn ta còn chưa nói xong, cậu đã bay thẳng đến chỗ hắn. Tên đó thấy cậu áp sát vậy thì liền kinh hãi há hốc. Lục Hạo cứ theo đà đó quất thẳng thanh kiếm vào người của hắn ta, nhưng cũng may tên đó đã đỡ được đòn đó từ cậu mà bắt đầu đổ mồ hôi đột đột, thầm nghĩ đây là thực lực của tân sinh sao, sao có thể vượt cấp thắng mình. Tên đó còn đang đỡ lấy đòn đó thì đột ngột biến mất trước mặt cậu. Tên đó cư nhiên lại xuất hiện đột ngột phía đằng sau xa xa của cậu mà ngồi đó thở lấy thở để. Mấy người xem trận nhìn thấy tên kia nhanh chóng né đi chiêu đánh của cậu thì liền ồ lên kinh ngạc, nhanh quá vậy mà tránh được sát chiêu của Hạo Lộc, đây là thân pháp gì vậy? Chợt một vị trưởng lão kinh hãi ra mặt lớn tiếng nói, là thân pháp hư không của sát thần điện, đó là sát thủ của sát thần điện, mau bắt sát thủ của sát thần điện lại. Lão Hoàng U ngồi kế bên nghe ông ta nói vậy thì sợ hãi thầm nghĩ trong lòng, ngu dần bại lộ rồi. Bắt đầu cũng có kha khá người phóng xuống chỗ bao vây lấy tên đó đang cố gắng bỏ chạy, đáng ghét, tiếp tục đánh nữa thì mình sẽ chết, cho dù bại lộ thân phận thì mình cũng phải chạy. Nghĩ đến đây, hắn ta liền phân thân mỗi tên một hướng, làm cho mấy tên nhảy xuống bắt người đứng đó ngơ ngác hoang mang. Chết tiệt, thân thuật hư không tức thời nhanh quá không thể đuổi theo kịp. Tên đó phóng đi cũng đã ngày một xa, liền đắc chí thầm nghĩ trong lòng, may mà nơi này không có ai có thể đuổi kịp mình. Nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến đây, hắn ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ, liền quay lại xem xét chuyện đằng sau lưng mình. Ở trên lôi đài lúc này là một công pháp vô cùng hùng hậu đang được triển khai từ Lục Hạo, đòn đánh cứ thế nhắm đến tên đó mà đánh. Một vụ nổ trời cũng vì thế được diễn ra trên bầu trời, tên đó liền nhanh chóng té cái bịch chấn động xuống đất. Tay chân mình mẩy lúc bấy giờ cũng đã không còn lành lặn, Lục Hạo vẫn còn đứng ở tư thế tấn công, nhìn vào cảnh tượng trước mắt khoái khoái ra mặt thầm nghĩ, không ngờ kỹ tổ hợp cương khí vừa học lại mạnh như vậy, chỉ là tiêu hao 3 vạn kim địa huyền thạch có chút tiếc. Mấy tên đứng xem trận đấu nãy giờ lúc này mới phản ứng lại kinh ngạc lớn tiếng nói, cái gì vậy, Hạo Lộc ngoại môn có thể giết chết sát thủ thần điện ư? Mấy tên bên dưới cũng đồng loạt hô hào lên, không hổ là đệ tử ngoại môn mạnh nhất, ngươi là thần của đệ tử ngoại môn, Hạo Lộc mạnh quá. Hạo Lộc nghe mấy lời khen kia cũng nhanh chóng cúi đầu đa tạ, các vị quá khen rồi. Vị trưởng lão kia mặt vẫn chưa dịu lại quay sang tên đang đứng cạnh lớn tiếng ra lệnh, tra cho ta, Huyền Kiếm Tông vậy mà có sát thần điện xâm nhập, tra cho ta sát thủ này từ đâu tới. Lão Hoàng U lúc này cũng đã bồn chồn trong lòng cau có suy nghĩ, nguy hiểm quá, may mà sát thủ đó chết rồi, chuyện này mà cha sẽ không tra đến đầu mình, chẳng qua không thể giết Hạo Lộc, mình chỉ có thể ra tay ở bước tiếp theo. Qua một hồi để dịu lại từ trận đánh của cậu, mọi người lúc này cũng đã tụ lại một chỗ để nghe thông báo từ các vị trưởng lão. Được rồi, tuy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhưng khảo hạch vẫn thuận lợi kết thúc. Tiếp theo Hoàng U trưởng lão sẽ tuyên bố thành tích của các vị đệ tử thông qua khảo hạch. Lão Hoàng U cứ thế đứng đó bắt đầu đọc tên của từng người. Trương Long thủ lôi 5 người được Huyền Kiếm Phong và Hạo Nguyện Phong chọn chúng, lên chọn nội môn đi. Lý Kim thủ lôi 4 người được Phi Tinh Phong và Đan Cốc chọn chúng mời lên. Lục Hạo đứng bên dưới nhìn mấy người đó lên nhận giải cũng háo hức theo bèn suy nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc rồi, tí nữa nên chọn phong nào nhỉ? Nhưng vẫn còn chưa suy nghĩ đâu vào đâu, giọng nói của Lão Hoàng U lại từ tốn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hạo Lộc thủ lôi 1 người không có chủ phong nào coi trọng, vẫn là đệ tử ngoại môn. Lục Hạo nghe câu nói này từ ông ta liền bị sốc đứng hình mất một lúc, nhưng liền nhanh chóng chấn tĩnh lại cau có lên tiếng cãi lý. Hoàng U trưởng lão, ta thi quang minh chính đại sao lại không được chọn? Lão ta gương mặt rõ vẻ gian xảo nhanh chóng lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu. Khảo hạch đệ tử nội ngoại môn trước giờ lấy số lượng người thủ lôi làm chuẩn, ngươi chỉ đánh bại 1 người đương nhiên không có ai chọn ngươi rồi. Một vị trong đám đông bên trên nghe lão ta nói vậy liền không đồng tình hô lớn lên, không công bằng, Hạo Lộc là thiên tài chiến thắng sát thần điện. Câu nói của cậu ta vừa mới nói dứt cũng bắt đầu xuất hiện kha khá người lên tiếng không đồng tình quan điểm của trưởng lão Hoàng U. Đúng đó, chỉ người này còn mạnh hơn so với người thủ lôi được hơn 10 mấy người, các ngươi không công bằng. Lão Hoàng U nghe mấy câu nói đó của mấy tên bên trên mặt không biến sắc thầm nghĩ trong lòng, trưởng lão nội môn đã bị ta thu mua rồi. Chỉ cần không có ai chọn về sau ta sẽ có cơ hội giết chết hắn. Chợt một câu nói vang lên kế bên cắt ngang dòng suy nghĩ của lão ta. Thái Vận Phong, ta nguyện thu nhận Hạo Lộc. Sự xuất hiện của Mạc sư huynh làm cho toàn thể khán giả đồng loạt đứng hình bất động. Không chỉ có bọn họ, Lục Hạo cũng kinh ngạc há hốc không kém. Lão Hoàng U gương mặt lúc này gần như tái đi, quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau mình, rồi nhanh chóng vực dậy tinh thần lớn tiếng hỏi như chửi vào mặt của Mạc sư huynh. Mạc Phi Phàm, Thái Vận Phong, các ngươi nhiều năm không thu đệ tử mới rồi sao, năm nay lại phá lệ, ta không cho các ngươi thu. Nhưng đối diện với ông ta lúc này là gương mặt lạnh như băng của Mạc Phi Phàm, chuyện của Thái Vận Phong ta cần ngươi quản sao? Lời vừa mới nói dứt, lĩnh vực cương khí đột ngột được kích hoạt lên. Lão ta cứ thế chỏng đuýt lên té vật vã trong kinh hãi. Lĩnh vực cương khí mạnh quá, Mạc Phi Phàm không phải là phế nhân sao? Mấy tên bên trên nhìn thấy lão Hoàng U té vổng mông thì liền kinh ngạc lên tiếng thắc mắc. Chuyện gì vậy? Hoàng U vậy mà quỳ trước phế nhân Mạc Phi Phàm sao? Sao Mạc Phi Phàm lại dám kiêu ngạo như vậy? Các ngươi không biết sao, Mạc Phi Phàm năm đó là đệ tử thân truyền của tông chủ đó, chỉ là sau khi bị phế mới đến Thái Vận Phong. Theo bối phận thì Hoàng U vẫn kém hơn hắn một tầng đó. Mạc sư huynh lúc này mới quay sang nhìn cậu mà từ từ lên tiếng hỏi.
người tên Hạo Lộc kia có nguyện ý tới Thái Vận Phong ta không? Lão Hoàng U kế bên đang gắng sức gượng dậy ngay câu hỏi vừa rồi liền câu có nghĩ bụng. Cho dù ngươi muốn thu thì Thái Vận Phong đó là phế nhân phong, không có tên ngốc nào nguyện ý lấy tiền đồ để tùy tiện gia nhập cả. Lục Hạo sau một hồi suy nghĩ lúc này từ tốn lên tiếng nói: ta vốn tưởng rằng các đại phong quang minh lỗi lạc, nhưng hiện giờ không phong nào nhận ta khiến ta thấy rõ được mồm miệng giả tạo của những phong đó. Nói đến đây cậu liền chấp tay lên, rồi nhìn vào Mạc sư huynh nói lớn: hiện giờ Mạc sư huynh đưa than trong ngày tuyết cho ta, Hạo Lộc ta sao có thể chối từ? Lão Hoàng U nghe cậu nói đến đây liền hỏi chấm quay ngoắt sang nhìn vào cậu kinh ngạc, mấy tên xem trận lúc này cũng nháo nhào lên. Ta không nghe nhầm chứ, tân sinh mạnh nhất Hạo Lộc vậy mà nhận lời mời của Thái Vận Phong phế nhất, cả đời này của hắn phế rồi. Mạc Phi Phàm nghe xong câu trả lời từ cậu liền chậm chậm bước xuống lên tiếng cảnh cáo mọi người xung quanh: đều nghe rõ rồi chứ, về sau Hạo Lộc là người của Thái Vận Phong ta, về sau có con chó nào đó chú ý chút cho ta, đừng cắn người lung tung. Lão Hoàng U quỳ rạp dưới đất, nãy giờ nghe đến đây gương mặt liền nhăn nhó khó khăn thở dốc: đáng ghét, Mạc Phi Phàm này lại thu nhận Hạo Lộc trước mặt ta sao? Vậy về sau không tiện hạ thủ với Hạo Lộc rồi. Chẳng qua Thái Vận Phong là nội môn kém nhất trong Huyền Kiếm Tông, ta muốn xem về sau Hạo Lộc sẽ luyện thành phế vật gì. Cảnh lúc này đã được chuyển đến Thái Vận Phong, một ông lão đang ngồi chễm chệ trên ghế mà lên tiếng hỏi cậu: con chính là đồ nhi mới gia nhập Thái Vận Phong ta được Phi Phàm chọn chúng sao? Lục Hạo nghe ông hỏi vậy thì liền dập đầu lia lịa lên tiếng nói: đúng vậy, hướng vấn thiên sư phụ, từ nay Hạo Lộc con chính là đệ tử của người. Miệng thì nói như vậy nhưng trong tâm cậu lúc này đang gào thét vì thấy có lỗi với thằng đệ của mình. Cổ thần liên tục bảo mình đừng chọn Thái Vận Phong, không ngờ cuối cùng lại gia nhập rồi. Chẳng qua cảm giác có sư môn che chở đúng là tốt, cho dù là ở Thái Vận Phong chắc cũng sẽ không tệ lắm. Sau khi suy nghĩ lạc quan một hồi, cậu liền nhanh chóng ngước mặt lên hỏi vị sư phụ mới gặp mặt lần đầu của mình: sư phụ, sau khi con tới Thái Vận Phong thì nên tu hành gì? Là khổ luyện kỹ chân truyền của người hàng ngày sao? Nhưng đối diện với cậu lúc này chính là cây cuốc được lão sư phụ quăng xuống cùng lời nói phũ phàng: nghĩ cái gì vậy, con đi làm ruộng cho ta. Mạc sư huynh đứng bên nãy giờ nghe ông nói đến đây thì liền thở phào một cái: cuối cùng ta không phải làm việc này nữa rồi. Lục Hạo cầm cây cuốc đó lên mà lòng như vỡ vụn ra. Lúc này đã là ngày hôm sau, tại một mảnh ruộng, Lục Hạo đang ở đó mà cuốc đất trong vất vả tiến vào nội môn, còn tưởng có thể phong quang cơ, kết quả vậy mà làm ruộng còn không bằng ở ngoại môn. Chẳng qua sau khi trở thành đệ tử nội môn, mình đã hiểu được một chế độ dành riêng đệ tử nội môn, chính là đệ tử nội môn có thể làm một số nhiệm vụ tông môn để nhận được điểm cống hiến. Ví dụ bây giờ mình làm ruộng ở Thái Vận Phong có thể nhận được 10 điểm cống hiến, tích được nhiều điểm cống hiến thì có thể đi tàng thư các đổi công pháp gì đó. Chẳng qua một quyển công pháp ít nhất cũng cần mấy ngàn điểm cống hiến, dựa vào làm ruộng thì tích tới bao giờ a? Chỉ vừa mới đặt cái mông xuống nghỉ ngơi thì bỗng có một giọng nói xa lạ lên tiếng gọi cậu: ngươi chính là đệ tử nội môn mới tới Hạo Lộc sao? Mau đưa điểm cống hiến dâng cho tiền bối nội môn bọn ta, nếu không đánh gãy chân ngươi. Lục Hạo quay lại nhìn bọn họ, nhẹ nhàng đóng bình nước trên tay lại, nhanh chóng lên tiếng hỏi: tiền bối muốn cướp điểm cống hiến của người mới như ta ư? Đúng rồi, tông môn ngầm cho phép đoạt điểm cống hiến của người khác. Đám người kia nghe câu hỏi của cậu thì cũng nhanh chóng lên tiếng đáp lại, tay cũng rút nhanh thanh kiếm đeo bên hông ra: đúng thế, ngươi chẳng qua là chỉ mạnh hơn đám cặn bã của ngoại môn một chút thôi, vào nội môn bọn ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi chỉ là phế vật dưới tầng thấp nhất. Tên đó cứ thế lao nhanh đến chỗ cậu như một vị thần, nhưng đáp lại hắn chính là một cú đấm chính diện từ cậu. Tên đó cứ thế lại lần nữa lao nhanh đi, vun vút mùng cũng đã xịt máu. Hai tên còn lại đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt một cách ngơ ngác. Lục Hạo gương mặt đột nhiên trở nên nham hiểm, đưa tay lên vuốt vuốt tóc lên tiếng nói với bọn họ: xin lỗi, chỗ ta chỉ có quy củ hậu bối tìm tiền bối để xin lì xì mà thôi. Tiền bối, ta tới lấy lì xì đây. Mấy tên đó nhìn thấy cậu bước đến gần thì hoảng hốt lên tiếng nói: toi rồi, hình như tìm nhầm rồi. Đã trôi qua mấy phút sau, cảnh tượng lúc này thật thê lương. Mấy tên ban nãy còn đứng đó khua môi múa mép bây giờ đã bị cậu cắm đầu xuống đất để làm bù nhìn. Lục Hạo đứng đó đếm mấy tờ điểm cống hiến trên tay, nhanh chóng lên tiếng cảm ơn quà của các tiền bối. Không ngờ có được 4.000 điểm cống hiến, ngay tức khắc có thể đổi công pháp ở tàng thư các rồi. Cậu cứ thế tiến nhanh đến tàng thư các. Lục Hạo đã đi một vòng trong tàng thư các, cậu đứng đó ngơ ngác nhìn lên mấy quyển công pháp để trên gác mà thầm nghĩ, đều là từ 4-5 vạn trở lên. Hóa ra công pháp ở tàng thư các đều đắt như vậy sao? Cậu cứ thế ngán ngẩm quay đầu định rời đi. Vốn tưởng tìm được công pháp bản thân pháp loại, bây giờ xem ra nên đi cướp của các sư huynh xấu xa trước bức lương là ký à. Chợt cô gái cậu mới gặp hôm trước đột ngột xuất hiện lên tiếng thông báo, ở đó có một công pháp bản thân pháp loại. Lục Hạo cũng đã nghe thấy liền kinh ngạc quay lắc xung quanh tìm kiếm xem xét. Tiếng này, ngài là tiên tử sư phụ trong thánh gương giao quang sao? Đúng thế, ta có thể xuyên qua thánh gương để thấy được ngoại giới mà ngươi đang ở. Nghe cô ta nói vậy, cậu liền nhanh chóng lên tiếng hỏi, vậy trước đó lúc ta gặp nguy hiểm tại sao ngài không xuất hiện? Hầu hết thời gian ta đều ngủ đông, không thể theo dõi ngươi thường xuyên. Ngươi đến chỗ đó lấy quyển công pháp tên là Phượng Hư Bác Thiên Thuật, tuy là tần quyển cấp bản hoàng nhưng không phải là công pháp bình thường. Lục Hạo sau khi tìm kiếm một hồi cũng đã tìm thấy, cậu nhanh chóng đưa nó đặt lên bàn để thanh toán. Ông lão thanh toán hóa đơn tay vừa đếm mấy tờ điểm cống hiến, miệng vừa lên tiếng thắc mắc, đầu ngươi có bệnh sao? Ngươi chắc chắn đổi lấy quyển sách phế này ư? Lục Hạo cười hề hề nhanh chóng lên tiếng đáp, đúng vậy. Dù sao điểm cống hiến ta tích góp được cũng chỉ đủ đổi quyển này. Nghe cậu nói vậy, ông ta chỉ có thể biết lắc đầu ngao ngán, xua xua tay nói, người trẻ tuổi thật sự rất thiếu kiên nhẫn, nếu là ta thà tích thêm vài năm nữa còn hơn đổi lấy đồ bỏ đi.
Lục Hạo nhanh chóng cầm quyển sổ kia lên, thầm nghĩ trong lòng, đây là đồ bỏ đi ư, ta nhặt được bảo bối đấy. Cậu lúc này đã rời khỏi tàng thư các mà vừa đi vừa mở quyển công pháp ra xem xét. Tiên tử sư phụ nói đem quyển sổ này về, rốt cuộc quyển Phượng Hư Bác Thiên thuật này có bí mật gì? Công pháp võ giả chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp lại chia thành 3 phẩm giai thượng trung hạ. Công pháp thiên cấp truyền thuyết dù để huy hiện diệt địa, công pháp cấp hoàng tuy là cấp thấp nhưng không hề chứng tỏ công pháp cấp hoàng là vô dụng. Chỗ đặc biệt của Phượng Hư Bác Thiên thuật là công pháp thăng cấp bản năng có thể từ cấp hoàng tiến hóa tới cấp thiên. Phượng Hư Bác Thiên thuật là dùng để tăng tốc độ thân pháp, chỉ cần ngươi có đủ thứ hạch làm năng lượng nó có thể hấp thụ để tiến hóa. Sơ kỳ có thể bạo phát tốc độ gấp trăm lần tiến hóa tới đại thành, có thể phi hành cực nhanh, thậm chí có thể so được với thân pháp cấp địa. Đọc đến đây mặt cậu đã hớn hở hẳn ra, nhanh chóng đóng bẹp quyển công pháp lại. Đúng lúc này ngay tầm mắt của cậu chợt xuất hiện 3 người. Phương Vân muội sống chết không nhận tình yêu của ta ư? Tên Lục Chiến gương mặt hầm hầm sắc khí, trên tay còn đang cầm bó hoa, nhìn người con gái trước mặt lên tiếng nói tiếp. Ta thấy muội chẳng qua có mấy phần tư sắc, ta khuyên muội mau tiếp nhận ta. Tên Lục Võ đứng bên cũng xía cái mỏ vô, nói thêm vào. Đúng vậy, Lục gia bọn ta không dễ chọc đâu. Nhưng cô gái xinh đẹp trước mặt cậu ta lại lạnh lùng hất mặt đi chỗ khác, ôn tồn lên tiếng. Ngươi cũng xứng sao? Phương Vân, ta chọn nam nhân không nhìn thân thế và ta đã có người mình thích rồi. Ta đã thích Hạo Lộc vì bạn cùng phòng mà không tiếc chống đối chấp pháp đường. Các ngươi có dũng khí và chính nghĩa như huynh ấy không? Nghe đến đây, quyển công pháp trên tay cậu bất chợt rơi cái bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.